thời An Giang. Hỏi thứ nhất, cách tu thiền tại nhà của người thiền tông cái cách nào đúng nhất, tiêu chuẩn người truyền thiền tông như thế nào? Câu thứ ba, tiêu chuẩn người thiền tông ở nhà tu ra sao? Bây giờ hỏi là cái cách tu người tu thiền tông mà tại nhà phải tu như thế nào? Ở tại nhà tu thiền tông thì việc nhà mình làm cái điều rất dễ, mà trong sách ta đã chỉ cho rõ là cho bắt đầu đủ 10 quyển kiếm, 10 quyển sách chưa? Thì bây giờ ở nhà thì mình làm việc gì thì làm việc đấy, thì giờ đầu rảnh mình coi sách, còn cái tu này là nó không có nói thiếu là hiện tâm là không có tu, mà thứ nhất mình phải tìm cách mình giúp người khác hiểu như mình, tạo công đức để về Phật giới thôi, chứ còn thiền tâm nếu mà nó tu hoàn toàn không tu, mà phải học cho hiểu tánh người là gì, tánh Phật sao, sáu nẻo luân hồi, 12 đường đi, con đường nào đi đâu mình phải hiểu cho rõ, đó là đại gia, cái người nhiệm vụ đại gia nó vậy thôi, rất đơn giản. Thiền tâm nó không cầu kỳ bất cứ gì, nhưng mà muốn để nhắc nhở mình đó thì cái bàn thờ nên chuẩn lại theo cái nhiều cái thiền tông thất để cho nó đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiêu chuẩn của người muốn trì thiền tông như thế nào? Cái chữ thiền thiền tâm thì đã có nói rồi. Bây giờ anh mà hiểu căn bản về pháp môn thiền tâm này đó, thì anh có đề nghị người ta cấp cái giấy yếu chỉ thiền tâm, người ta sẽ cấp cho. Nha. Còn nếu mà muốn được truyền thiền tâm đó, thì nó có cái ba căn bản. Một là anh phải làm cái bài, được là cái bài kệ nói lên từ Phật tánh xuất phát ra, chứ không phải là từ cái suy nghĩ của tánh người. Ít nhất bài kệ 12 câu. Hồi nãy tôi có dự cái buổi lễ kiện tiền không? Rồi, thì bây giờ làm được 12 câu kệ thì mới liên lạc lại với cho ban quản trị á, hoặc là lên cái mạng thiền tông.com. Mình muốn kết bạn ai á thì hỏi người ta. Mình tạo ra được 12 cái bài kệ mà nói từ xuất phát từ trong tánh Phật mình xuất ra. Và đồng thời người ta sẽ đưa cho mình 26 câu hỏi. Nếu mình đạt được trên 60% thì ta sẽ báo cho mình biết rằng mình sẽ được truyền tiền vào ngày nào đó. Nhớ phải ghi địa chỉ, điện thoại đàng hoàng, hình thì phải chụp cho nó rõ ràng, hình mới bây giờ không cần chụp hình mặc áo vậy. Cứ chụp cái hình không ở đây người ta mặc áo cho mặc bình thường thôi. Rồi cho hỏi tiếp đi. Câu 3, tiêu chuẩn của người tu thiền tâm cái nào đúng? Cái này cái tiêu chuẩn là không có tiêu chuẩn gì đó, mà ai muốn giải thoát thì cái vô tu thiền tâm. Bởi vì trong cái đạo Phật nó có 6 cái con đường đi luân hồi và một đường trở về Phật giới. Ai muốn đi đường nào thì đi, cái này nó không có cái tiêu chuẩn. Có nghĩa là anh muốn giải thoát thì anh tìm thiền tông học để chỉ cho con đường trở về Phật giới, chứ không có cái tiêu chuẩn. Còn nếu muốn tu các môn khác thì các chùa Phật lý người ta lại giải thích mình rồi. Chứ muốn đi tịnh độ thì nó có công thức, muốn làm thần có công thức, muốn làm người giàu sang có công thức, muốn lên quả trời thượng đế cũng có công thức, chứ không có cái tiêu chuẩn. Con hiểu không? Con hỏi tiếp đi. Chắc là câu hỏi cuối cùng thôi. Thì nếu mà một người mà muốn tu pháp môn giải thoát này, thì như vậy thì mình phải ví dụ như mình ở nhà, ví dụ mình mà nếu mà mình đạt hồi được tánh của mình
người đó họ muốn đến đây, họ tu tập ở đây một thời gian để cho về để họ hiểu được công thức tu cho tốt này như thế nào, theo như những chủ để cho con người biết. Ở đây cho chùa nó không có tổ chức tu tập, mà ta phổ biến cái cách thức tu trì tâm, mình biết đó mình về còn cứ ở ở đây một hai ngày để làm quen thì được, chứ còn ở đây đâu có tu mà ở, thì muốn ở thì ở mà lại, nhưng mà cho đến thì cũng đâu có ai nói gì đâu, mà giờ con muốn biết cái này thì con tìm mùi quyển sách con đọc cho hết nè, rồi con hiểu. Nếu có tiền mua không có tiền thì nói trong mong có kỹ biếu nè, ta có cho cả cái máy nữa chứ hay không. Tất nhiên là người nào cũng tận tình muốn tu thì không, thì ta tạo đủ điều kiện cho mình tu, có tiền cũng tu được mà không tiền cũng tu được, chứ không phải là bắt buộc phải có tiền nè. Chỉ trừ trường hợp mình thành lập cái thiền tông thất để mình tu mới cần phải có tiền, còn nếu mình tu ở nhà thì rất khỏe, thì nghiên cứu đủ 10 quyển sách, không hiểu thì gửi trên mạng hỏi, còn nếu mà có cái gì dễ đáp như hôm nay thì nó mới đến hỏi thắc mắc gì con không. Xin con cảm ơn vị chủ tất cả quý vị ngày hôm nay, và xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo là khi người hiểu được Phật tánh của mình và sống rất ít trong Phật tánh của mình, sau khi chết có được về Phật giới hay không? Bây giờ nói chuyện tâm đó là hiểu Phật tánh mà không nên sống với Phật tánh, nên nhớ cái câu này cho rõ nha. Thiền tâm hiểu Phật tánh không được quyền sống với Phật tánh, có nghĩa sống thật tánh là thanh tịnh, ở trong nhà không chịu làm nên cầu không thanh tịnh hoài. Tại sao? Ai nuôi mình? Nó quan trọng là cái chỗ này nè. Có nghĩa là mình học cái này mới biết mình là cái phần tánh của mình đó. Và thanh tịnh, trọng lặng, hành tri, nó là tự nhiên như vậy. Mình hiểu vậy thôi. Đừng có dẹp ông đi, ông ngồi đó thì ông thanh tịnh. Còn tôi chưa dùng tánh người nó đi làm việc ấy. Chứ làm việc phải tình cho phần tánh người. Nhưng mà có nhiều khi những cái hoàn cảnh nào nó lớn mà mạnh với mình quá, mình đem phần tánh ra mình đỡ, chứ còn phải sống đem phần tánh ra đỡ thì được. Nhớ một cái chỗ này, chứ không phải sống với phần tánh rồi là chết. Bây giờ ví dụ mình đang đi làm cơ quan nhà nước, vô ngồi đó tinh tịnh hoài, chắc giám đốc đuổi mình ra rồi. Phải hiểu cái này, mình sống mình lãnh lương với người ta thì mình phải làm việc với người ta. Bây giờ mình hiểu pháp môn thiền tâm thì nó xóa đi cái mê tín. Mê tín là cái tin lầm sự thật á. Cái quan trọng là bây giờ hồi xưa mình không hiểu, nghe đâu nói cái gì cũng đi, nghe đâu nói gì cũng tới. Bây giờ hiểu cái này rồi thì cái chỗ đó tu gì tôi biết. Thành ra mình hiểu được cái nguyên tắc này, cái tu thiền tâm rất đơn giản. Bởi vì trong thiền tâm có tiêu chuẩn á. Biết có gia đình phải lo cho gia đình mình, có tổ quốc mình phải lo cho tổ quốc mình là cái này, chứ đừng có nói tu thiền tâm cũng còn sống phật tánh không có được. Sống phật tánh được thì giống như nếu mình sống còn phật tánh được chẳng nó tới thì sao, chẳng nó hút mình luôn. Nó tình phải hiểu cái này, gia đình mình có vợ con chồng con thì phải lo chứ, phải lo phun cái áo gạo tiền chứ, ngồi đó tu thanh tịnh tiền và sao. Bởi cái thiền tâm này nó rất thực tế. Anh muốn giải thoát thì nó có con đường đi, thì nhập lên con đường đó thì giải thoát. Còn bây giờ xưa giờ nó không có biết thì cái nghe ai nói cái gì cũng tin, ai thù tiền cũng đi đầu tiền, ai niệm Phật cũng bắt đầu niệm Phật, ai bỏ mỏ cũng bỏ mỏ. Nhưng mà hỏi cái kết thúc một cái ngồi thiền để được cái gì, không ai trả lời. Và anh ngồi cho giỏi vậy thôi, cái này không biết hoạt động để được cái gì. Rồi bây giờ tụng kinh, tụng cho ai nghe đây? Ông Thích Ca nói là cái đất này là thần là chủ, không phải ổng đâu ngồi đây. Giờ ví dụ mỗi một đêm á, mình bây giờ gần 200,000 cái ngôi chùa tụng kinh tình lỗ hết đi. Không phải ổng là ông Phật, ổng phân thân tới 200,000 chỗ cũng nghe, cũng được. Ôi ổng không hiểu, mình không hiểu rồi mình tụng. Bởi vì thành ra trong cái Kim Cang nó nói nè, nó ai mà bỏ mỏ cầu ta, người hành đạo ta. Đó, bây
giờ thiền tâm giáo nói câu này. Tại vì trong cái này là trong kinh Kim Cang nói, nhưng mà ban quản trị chùa thiền tâm rất nhiều gì lặp lại rồi. Các anh em có về học tìm kinh Kim Cang là có phải không? Ai lấy sắc cầu ta là lại ông đó. Ai lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo ta. Âm thanh là gì? Người gõ mõ tụng kinh. Bây giờ đây là kinh Kim Cang nói rõ ràng, chứ không phải là nói mình bị lạc. Mà trong kinh Kim Cang này là nhà xuất bản tôn giáo xuất bản cho ai đó. Đó, mình phải hiểu cái truyền tông bây giờ gọi là truyền tông, gọi là chuẩn hóa lại, chuẩn hóa toàn bộ. Anh muốn lên nước Cực Lạc thì anh phải đi con đường này, anh muốn làm thành đi con đường kia, anh muốn làm thiền sư đi con đường nọ, anh muốn làm giảng sư thì cũng có đường đi, chứ không phải là không có. Người ta hiểu lầm cái truyền tông, ta không hiểu chứ. Truyền tông là nếu đã mất 10 quyển sách nghiên cứu kỹ, thắc mắc lên thì hỏi ta thấy, tới đây ta sẽ mở cho một cơn chịu. Chứ không phải ngẫu nhiên mà truyền tông thì nói đâu. Truyền tông này Đức Phật truyền theo dòng truyền tông 2.700 năm sau, 2.570 năm sau mới công bố ra, và công bố được nhà nước cho phép đàng hoàng, chứ không phải là nói suông. Rồi cái vị trí nhà xuất bản tôn giáo cho xuất bản đàng hoàng, chứ không phải cái vị trí này được xuất bản thứ hai nhà xuất bản có hội luật gia Việt Nam và văn phòng thủ tướng chính phủ cho xuất bản hai cái quyển này, một cái quyển này hai cho xuất bản đó. Giờ cái câu hỏi của vị hỏi có toàn án không? Toàn án thì cứ hỏi chứ. Con trả lời quý vị cho câu hỏi thỏa mãn chưa? Cái vị đã hỏi. Mà chú lên đây à? Ban thường đi vừa qua tôi có một chút câu hỏi của chúng tôi. Gia đình chúng tôi từ xưa nay là tu thì độ, mà cũng không phải là chức bắt tu thì độ, mà chỉ thấy người ta chức bắt là mình chức bắt. Thế mà chức bắt hay là thì thầy chức bắt là chức bắt hay là cùng với lại nhà thứ 9 và của Bồ Tát, nhà thứ 9 và Phật Bồ Tát. Mà cái hình tượng đấy là các cụ nhà tôi ngày xưa cũng đã chỉnh tuần cho nên rất lâu rồi. Thế bây giờ muốn xin bác nhân giải thích giúp cho là để như thế mà tu mà làm theo, tức là tu theo thì tương này có được hay không? Không được thì giải quyết như thế nào mà bác hướng dẫn giúp cho. Cái thứ hai là cái con tượng mà đã thờ gia đình rất lâu rồi thì nó có sao phải có những cái bất kỳ gì này thì sao? Cho nên gia đình tôi rất là anh ánh, mà tôi nghĩ rằng là trong xã hội của Việt Nam này cũng không phải riêng cho tôi, cũng rất nhiều nhà không có những trường hợp như vậy. Và mình xin bác chân để thích giúp cho xem các chân thành cảm ơn. Bây giờ nếu tu thiền tông thì phải trang trí cái bàn thờ đúng theo phong cách thiền tông. Còn nếu mà mình muốn tu tịnh độ thì phải trang trí đúng phong cách tịnh độ. Trên tịnh độ thì A Di Đà ở giữa Quan Âm Thế Chí hai bên. Còn thiền tông thì Đức Phật cầm mạng xem ở giữa chân hiền của gia phù của hiền mỗi bên và một bên. Và muốn đi đâu thì phải đi cho rõ, giống như bây giờ anh từ điểm A đến điểm B đi có hai loại xe, một cái máy bay và một cái ô tô, anh đi bằng cái nào? Đi bằng cái nào thì phải thực hiện đúng cái đó, chứ không thể mà trong nhà thờ được hai cái này. Tại vì tôi nói thật, tất cả dù cái gì đi nữa, thờ trong nhà mình, tất cả hình tượng đều là do thần quản lý hết, kể cả tịnh độ của thần quản lý luôn, đó là thật. Rồi bây giờ sao? Cái thiền tâm này nó bay á, còn tịnh độ nó bay đi ngược đi về trung tâm vận hành luân hồi, còn cái tịnh độ rất là dương,
còn cái thiền tâm này nó không âm mà không dương mà nó bị rơi, nó rơi trở về trung tâm vận hành cho hồi để đi ra để muốn chịu. Còn nếu bây giờ mình lỡ mình cái kia thì một là mình đi tặng lại cho người ta, hay là đưa vô mấy chùa mình tặng, còn ai thích tu để đổ thì mình biếu người ta. Đó cái gì vậy, mình làm cái gì là phải mong cái gì thì phải làm ra cái này. Muốn đi di chuyển bằng xe ô tô thì phải lên ô tô, xe gắn máy phải lên xe gắn máy, cái đạp phải lên cái đạp, chứ đừng có ngồi một xe với gắn máy xe ô tô cho chạy đó, phải hiểu. Thì bây giờ mình xử lý, nếu muốn tu cái này rồi thì nên chú ý là đăng ký cái bàn thờ mình đúng theo cái phong cách truyền tâm đó, ta đã có cái mẫu trên mạng cũng có, mình chép về mình lấy được quản lý liên hạ điều cái đen trong phòng tổ trị ta vừa làm cái bản giúp cho rất rẻ tiền đi ra ngoài đất mắt đây là rất rẻ rồi, anh là thắc mắc phải chứ. Hỏi thêm một chút đó, bây giờ giải mã giải những cái vấn đề người đang ở như thế thì giải như thế nào bác giải quyết để giúp họ. Cái thứ hai nữa là không có người đã niệm Phật mà không niệm tự niệm được, bây giờ người ta muốn theo thiền tâm thì giải quyết cho anh như thế nào? Ví dụ như có những người hiện nay người ta không cần phải niệm, trong tâm người ta đã niệm rồi, thế bây giờ người ta có được vấn đề muốn theo thiền tâm thì có được hay không, hay là theo thiền tâm phải giải quyết thế nào mà bác giải quyết rút gọn thế nào? Anh nói là đi theo tịnh độ mà đạt đến tới cảnh giới là niệm bất thiên, niệm đến vô niệm, thì bây giờ anh ấy anh muốn theo thiền tâm thì có được hay không? Nếu niệm đến vô niệm á, là nếu mình niệm vô niệm mà thất tình vô niệm thì đi đâu biết không? Vô A La Hán. Còn niệm mà đến vô niệm mà muốn làm thành thì phải làm phước cho nhiều, mà niệm đến vô niệm mà muốn hưởng phước vô á thì cũng phải làm phước cho thật nhiều. Nên nhớ là một điều rất khó. Bây giờ nếu muốn làm thành thì tùy theo thành, do đó là thành đó của bạn nó có bốn cái giai cấp thành, thành chủ thế giới. Nếu mà ông muốn ghét á, ông chết á, mà ông làm phước á thì ông làm thành chủ thế giới, giàu ở đó nó mới được. Còn muốn mà làm Bồ Tát cũng vậy đó, muốn mà làm Bồ Tát để mà tầm linh khắp ta bà thế giới là phải bằng ông và đem quốc về và ông đi nghe thì mẹ ông đó thì mới có mong làm Bồ Tát được, chứ đừng có tưởng đâu là tôi muốn làm thần đưa hà ta đồng bốn tí là có chuyện đó. Nếu có vô được thì cũng làm thần con, không làm thần cửa hàng đó, giống như anh đi vô sự nghiệp mà anh làm lao động phổ thông thôi chứ. Còn nếu anh muốn chỉ quy người ta thì phải có bằng cấp. Ở đây cũng vậy, muốn vào trong cái cõi nào mà phước đức cho nhiều phải có phước đức thật nhiều mới làm được, mình phải hiểu cái nguyên tắc đó chứ đừng có nghe. Có nhiều người nói bây giờ người ta số tại sao mà người ta kêu bằng gọi với Bồ Tát nói cho nó vui chứ là vì thật thành Bồ Tát. Muốn Bồ Tát thì phải là tập mắt thì phải tu được chỉ căn về nhà căn duyên không, cái đó nó căn bản. Rồi cái số tiền là phước á, bây giờ phải thằng nào quên ghét ở đó nó làm Bồ Tát mà đâu. Chứ còn nói xin lỗi, anh bán một cái nhà anh làm phước không là không làm Bồ Tát rồi, chỉ cao đó là vớ vẩn cả đồng cái trái đất này là một hai cái thằng nhỏ nhỏ để nó vui thôi chứ đâu phải. Còn bây giờ niệm đến vô niệm có nghĩa là mình niệm vô niệm, mình ngồi mình niệm riết khi chết vô A La Hán rồi. Và tôi luôn nói là ví dụ mình bây giờ anh muốn đi Mỹ, tao quy định á qua Mỹ đi du lịch một tháng 10.000 đô, mà tối ngày anh ở nhà anh tôi lúc nào cũng muốn đi Mỹ cái nói hoài phải không, có ai đưa anh đi không? Có đó, ham muốn thì có, nhưng mà anh không có tiền. Tiền là phước đức đi giảng sanh, còn nếu công đức trở về Phật giáo nó rõ ràng như vậy. Mình tu bởi vì sao? Thiền tâm có được chuẩn hóa lại tất cả những pháp môn tu đức Phật,
Đức Phật dạy tu cái gì, dạy muốn cái gì, muốn lên thượng đế thì cũng có đường đi chứ phải không, muốn lên tịnh độ cũng có đường đi chứ phải không. Nhưng mà đường nào nó cũng nằm trong cái quy luật luân hồi. Ở đây con người sống 100 năm, tịnh độ sống 10.000 năm, gấp bao nhiêu gấp 100 lần nữa. Đã, còn nếu mà còn phải trời dùng tới 1.000 năm gấp một lần, kinh tăng một con số đi. Vì cái này thì tao bây giờ ta ra là để nó chỉ rõ thôi, chứ không phải bắt buộc ai tu. Ai muốn tu pháp môn nào là tùy ý, muốn tụng kinh cúng cho thần an hay gì gì có đó thành thế đây. Nhưng mà bây giờ đây là mục đích, bởi vậy cái thiên đại chúng ta là tiền tâm mới nên hỏi. Còn mấy cái kia nói cho nhiều khi đều biết lòng người ta à, nhưng mà điều cái này là tại hỏi tôi mới nói. Cái tịnh độ không giải thoát được, nó còn nằm trong quy luật thân hồn, vì nó lại là nằm vào ba cái tam giới. Là suy nghĩ này, bây giờ anh suy nghĩ này, cái lu quay tròn á, ví dụ nó có 5 vòng đi, cái vòng bây giờ là nó không cho rớt ra đó. Rồi vòng 4, vòng 3, vòng 2, cái vòng cũng quay tờ nào nó cũng nằm ở trong đó. Mình phải hiểu bây giờ cái đồ trò chơi nó đã lên tới đỉnh cao rồi. Ví dụ cái tam giới mới vậy. Cái ngày xưa nói về tam giới, ai biết tam giới là gì? Ai cũng nói là tôi tam giới này cái nào được. Tôi nói là từ nay xin được dùng số tiền ở quận 9. Dễ tam giới một trong hai, dễ đủ thứ, dễ không còn không. Chúng ta không hiểu rồi bắt đầu nó tưởng tượng nó dễ. Mà cái này từ trong quyền kiếm nó dễ ra, dòng Phật truyền cho dòng thiền tông. Nên tôi bây giờ nói là bởi vì ta nói là tất cả những gì mà chưa thiền tâm trả lời, chưa tự do trả lời, nhưng mà trả lời trong thiền tâm thôi. Muốn phân tích con người vũ trụ tam giới gì ta sẽ trả lời cho mình. Câu hỏi cho đúng ta trả lời cho đúng. Còn bây giờ bởi vì nói đúng là đa số quyền ký nó mới công bố ra 3-4 tháng không phải đâu nhiều. Còn mà đầu tiên phát ra cách đây là 10 năm, nhưng mà 10 năm là chỉ nói nói bước qua đâu, chứ không có nói về cái chuyện thật. Công bố mới vừa rồi là 26 phần công bố trong đó. Tôi nói thật, bây giờ công bố cái này là lần mà gọi là chuẩn quá là ví dụ bây giờ Phật nói là học chưa lên dạy tu tịnh độ thì anh phải dù còn phải là tu tịnh độ. Mục đích vậy, mục đích để làm gì phải ghi là kiểu thì lập ra. Nhưng mà rồi đây tôi nói thật, ban tôn giáo chính phủ sẽ áp dụng cái này. Rồi bây giờ tất cả quý vị đây nha, chừng 2-3 hôm nữa là bên quê nó sẽ phát ra cái chương trình thành tập này, mà nó phát VTV4 luôn đó. Thì cứ đón đó à, thì đưa việc rồi đó thì nên nhớ rằng tôi phân tích rất rõ. Và cái này là nhà nước tham gia đâu, chứ không phải là không phải tham gia đâu. Nhưng mà bây giờ tại vì nó chưa tới cái lúc mà ông tham gia. Bây giờ tại sao cái quyển mà cần những tâm trạng của ông cán bộ ông nói nhanh để tôi bỏ tiền ra tin 100.000 quyển tôi cho ông cán bộ thì nói. Mà đây giờ đây là bắt Nam là mới được 60.000 ông dám mà để bỏ tiền ra 100.000 quyển. Đây là bảo nó ông quái quá. Thế bây giờ những các cái trại hạ nó cần làm gì thế thì nhờ bạn chỉ giúp cho anh. Thế là cái là nhờ bạn giúp cho cái vấn đề. Dạ ba bằng lời như là nó là do cho mình chứ ba có chị đâu có xem cho chuyện này. Anh biết dạ ba kêu thợ đó là dạ. Chứ bà không chịu sao biết dẹp cái này. Anh muốn làm cái gì kêu thợ nó đến đó là tâm linh không biết gì. Kêu anh sợ đâu. Anh sợ ai chứ là nhà cảnh gì nè. Đừng biết mà là không có chuyện đó. Anh suy nghĩ gặp Phật giữ á. Còn mình bỏ đi không đẹp nè bọn. Nói thông giờ trước nay con tu theo ông á. Bây giờ lên tịnh độ á. Giờ tôi theo Thích Ca về Phật giới. Thì đang để ông tiến đó là có muốn tu gì không, nhưng mà ai làm
đó họ quan trọng ai ngưỡng trong cái hình đó mới là quan trọng. Trong đó ta đã nói rồi, đã rất nhiều năm rồi sống chung, tất cả thờ cúng ở trong nhà là hương hồn hương linh của tiền nhân mình ăn uống không chịu chưa đi luân hồi đó. Còn nếu uống ngoài đường cô hồn nó giật, và cúng trong các chùa thần chủ ở nó thật. Bây giờ ông Phật Thích Ca anh suy nghĩ nha, bây giờ ông Thích Ca không lẽ bây giờ thế giới này hàng triệu cái chùa lẽ 12 giờ trưa cúng với con rồi ông đợi chùa nào đây? Anh suy nghĩ đi, mà ông đâu ở đây, ông đã về Phật giới rồi, về Phật giới thì ở bên ăn gì tôi biết, nhưng mà ta về bởi rồi thôi. Còn mình ở đây mình phải căn cứ vào chuyện này, mình tu truyền tâm nó không sai. Tất cả ai cũng biết là cái đất này là gọi là ngũ thú tập cư, có nghĩa là con thần là cao nhất, thần có cái nhiệm vụ làm ra hiện tượng hù về này hù về kia, con người có nhiệm vụ dẫn người ta đi chỗ này chỗ kia, đâu qua con người có nhiệm vụ là dẫn đi luân hồi, dẫn lên trời xuống biển đồ hóa. Con người có tôi đây, anh suy nghĩ một con người nếu muốn vô cám thì trực là đây tôi đứng bắt dẫn vô cám. Yeah. Còn anh muốn đi máy bay bỏ tiền là chuyện trở đi. Con người là cái bằng kêu bằng trung tâm để đi luân hồi đó. Nói cho nó vậy, còn đi đây đi đó, còn thân lên rồi là gì? Bây giờ lập ra bây giờ còn phải tại vì bây giờ nó văn minh, nó có công chứng rồi. Ông thần này đi, chứ hồi xưa là ông thần này cũng trách cái công chứng này. Anh hai người gia trị nhau lại đi đình thề, bây giờ nói sao vậy? Ông thần ơi, cái con này mượn 10 ngàn đó, ông trả thì ông làm chứng luôn nha. Ông kêu quản một tưởng tiện đó, phải trả. Còn bây giờ ông cần công chứng, ông đã phải chứng cái đình, bây giờ bắt đầu bây giờ nhiều rồi. Tại vì có công chứng rồi, anh cho cha thì ra công chứng, hai người làm chứng nha. Anh không được thì đưa ra tòa nó xử ra. Bây giờ thành ra bây giờ trong minh cao công chứng trả tòa thay ông thần. Chứ bây giờ ông thần tôi thấy có ai nữa. Bây giờ dần dần á, cái đình bây giờ tôi nói là hồi xưa một là nó cái đình, bây giờ dần dần nó bớt đi. Tôi anh không biết sao nhưng tôi nhớ hồi năm 80 tôi ra miền Bắc á, chùa nhà thờ không có cái nào làm nhà kho á. Sao giải phóng để có làm lại, tôi đi hết mà. Vừa năm 75 giải phóng, 77 tôi ra Bắc rồi, tôi đi vòng hết, tìm chùa không có mà thấy chùa đấy là nhà kho luôn. Nó thật, bây giờ một đình như nắm, nó đi tại đây, bây giờ tình yêu rồi cúng tụng ra. Chùa mà học là nếu mà chùa không cúng không tụng là không có chùa. Mục đích chùa là để cúng tụng thôi, chứ có chùa nào giải ra thoát đâu. Anh chỉ đi từ Bắc đến Nam, anh chỉ biết có cái chùa nào giải thoát không? Chỉ có Tân Diệu này nó đi, nó giải thoát thôi. Tất cả không có chùa nào giải thoát hết. Tao tôi nói thật. Rồi hỏi tiếp đi. Nhưng mà lại thì đi vô cái làm người cái nó quên hết thì không nhớ. Rồi giờ sửa về dương cũng thấy, rồi có Phật nhã mở ra mới thấy được. Dạ, đặt Phật nhã mở chưa? Người vị nào hỏi đó, Phật nhã mở chưa? Phật nhã mở ra thấy được. Bây giờ thần nhã thấy siêu tam giới mà. Còn cái cửa hai chiều âm hai cái dương chuyện nhỏ. Nếu Phật nhã mở ra rồi, Phật nhã là gọi là trung thấp mọi nơi, ta cũng thấy đó. Thì bây giờ mình ra muốn thấy tiền Phật nhã mở ra mà gọi là ngộ tiền nó khác mà kiến tánh. Bây giờ phải vô cái kiến tánh và kiến tánh sâu mới thấy được, mà kiến tánh sâu mà thấy chóng chóng, còn Phật nhã mở ra thấy liên tục. Rồi mình lo mình giống như mình bây giờ mình đang buồn quá, mở
chứ làm sao tôi thấy cây cỏ qua lá thì ráng chữa cho hết mắt đi tự nhiên thấy. Còn không có trường còn nếu anh nhớ nhớ thấy cái một xíu rồi mất lại ha, cái đó là cái nguyên tắc đó. Giờ hỏi tiếp câu thứ hai. Câu thứ hai là người chỉ mới được hiểu pháp môn thiền tâm nhưng mà chưa thấy được Phật tâm, nhưng mà lỡ như khi đó lúc đó mình chết thì mình có được về Phật tánh hay không? Quyết định về Phật tánh thì nó ba cái vế, một là công đức, hai là con đường trở về, ba là thực tình muốn về, chứ không phải là muốn về Phật giáo về đâu. Giống như bây giờ cái tiêu chuẩn muốn đi du lịch đâu á, có phải có ba cái vế? Anh muốn đi không? Muốn, có tiền không? Có. Có biết chỗ dẫn mình đi không? Biết, ba đó là đi được. Còn bây giờ nếu mình không có cái này thì mình làm sao? Mình hỏi con này nó thừa à? Mình phải nên nhớ rằng tiền tâm là phải căn bản ba cái này, chứ không phải là mình muốn dẫn muốn tu giải thoát là tu. Ngồi nó tu, tu 1000 năm không muốn giải thoát đâu đâu. Bởi vì cái tiền tâm nó không cho tu mà nó cho học để giác ngộ là hiểu biết. Rồi tạo công đức mới về, chứ còn mình hiểu biết mà không có công đức mình không trả về được. À, mà gì mà về đâu phải đơn giản đâu. Có việc làm sao mà mình muốn về con giới là phải âm thần. Bởi vì đầu tiên mình thánh Phật vào đây, âm thần không quản lý mình. Bây giờ nếu mà ông thần quản lý mình là muốn đi đâu? Muốn lên Ngọc Hoàng rồi. Ông chỉ ra đi. Muốn đi đâu chỉ đi. Cũng về Phật giới thì đừng cho ông nắm lên kéo lên mình về Phật giới là đương cho thần rồi tới mình thì mình về Phật giới rồi. Bởi vì trong kinh nói câu là rất trọng quỷ thần kinh, cái công đức mà lớn thần không có lại được mình, rồi muốn về thì dễ hơn. Thì lại chuyện tiền lại dự lên chuyện tiền là biết cái công đức đã về rồi, phải đi bằng con đường đó. Bởi mà trong cái chuyện mục 100 người truyền miệng, 95 người rút lui vậy đó là không phải dễ đâu. Thành ra cái này thì mình hỏi hơn quá sớm. Lần con hỏi đi. Alo. Con xin hỏi là đời vị lai sau vô số tiếp về sau thì chúng sinh trong tam giới có thể thành Phật không ạ? Có thể thành Phật hết không? Và em này hỏi là tất cả những đời vị lai về sau tất cả chúng sanh có thể thành Phật được hay không? Nó hỏi về đời vị lai sau này chúng sanh có thể thành Phật được không? Tất cả ai cũng thành Phật được nhưng mà đâu qua nên nhớ lòng mà tất cả đều bởi vì tất cả chúng sanh từ Phật giới đi qua rồi chúng sanh sẽ trở về Phật giới, nhưng mà trường hợp về có đủ ba tiêu chuẩn ham muốn công đức và biết đường về. Bây giờ làm sao về mà hơn nữa cái thời buổi văn minh luôn chừng nào thì khó về chừng đấy. Người nghèo thì tức về đến cái người giàu khó. Tôi nói thật. Bởi vì trong cái trong kinh Đức Phật cũng nói cái con lạc đà nó chui qua cái lỗ kim còn dễ hơn cái người giàu về Phật giới. Nói thật. Cái này không phải là, nhưng mà nên nhớ rằng nếu mà con người giàu mà muốn về Phật giới trái lại thật tình dễ hơn, rất dễ. Rất là do mình quyết định. Ví dụ bây giờ đó, người ta nghèo ta tạo công đức từ đầu người khác hay giàu ta tạo một cái là tình triệu công đức từ triệu. Bây giờ tôi nói bây giờ này, tại làm sao bây giờ các chùa ở Sài Gòn nó cấm không có cho cái tiền tông được bụng. Bây giờ nếu mấy cái chùa đó mà bây giờ nếu mà 1000 Phật tử giải cái này ra cũng xin lỗi, ít ra là 300 người là được biết bằng tiền tông này. Thì ông diện chủ tiền của bà trong quản trị, ông quản trị chùa đó, ông không có tạo rất nhanh mà tại ông chịu làm không, nhưng mà tại sao? Tại ông muốn về thì ông có đây quản nó là làm sao mà một lần đi, nếu mà đi cho ai đà lên đến 10.000 năm thì cái đất này nó bị hủy nhiều một lần.
mà lên trên cõi trời vô sắc 10 lần. Không nên nhớ ở chuyện gì nói là dễ, Đức Phật không nói, trời ông không dám nói. Khi mà Đức Phật viết ở tập kỳ ký này không dám không viết tại đó, mà phải chuyển đi. Mà đến khi mà Đức Tổ Huệ Năng cũng không dám cũng không biết ra, ông Trần Nhân Tông cũng không dám cũng biết ra. Trần Nhân Tông cũng treo lên trên núi, ai ra lên đây ta chạy rồi, mà chạy có ai nghe đâu. Bây giờ có một hai người có họ được ai về điều tra và họ đã ra lá không phải về có, mà bây giờ nguyên ký mới công bố ra đại bà đã cũng tháng gì thôi. Đó, có một hai người về nhưng không nói. Đó là trong mạng đã nói là có người còn hai người đã về. Còn mình ở đây thì nó thích nghe về thích là, nhưng mà cái điều kiện mình chưa đặt tạo ra được, tao cũng rất nó khó không phải dễ đâu. Câu hỏi thứ hai là nếu tất cả thân tánh và chúng sinh đều có pháp thân là kim thân Phật trở thành một vị Phật thì sẽ ra sao? Tất cả thân tánh và chúng sinh đều trở thành thành Phật đạo được. Trong cái đó trong kinh nói là tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, là cái bài kinh nào cũng nói vậy, nhưng mà được thành Phật bao lâu là tất cả. Thì câu hỏi là tất cả Phật tánh và chúng sinh đều kim thành, có nghĩa là bây giờ muốn trở thành Phật giới phải trở lại làm con người, thì con người đó thì nó mới tạo được cái trung thân và là tạo công đức. Nên nhớ là cứ con người nó tạo được công đức và con người nó mới có trung thân thôi. Còn tất cả trung thân con người đi luân hồi là mang cái tánh Phật và tố nghiệp đi luân hồi, thành ra chứ không phải đâu, chứ không phải là cái chúng sanh nó cũng, ví dụ như con trâu con bò con dê nó cũng là cái trung thân mang làm con, mang cái phẩm vào để làm con trâu con bò nó nằm trong bay á, làm sao phá vỡ được cái trung thân này thì mới về phật giới được. Còn nếu không phá vỡ được cái trung thân còn không được. Còn nếu tất cả đều thành phần hết thì sẽ ra sao? Tất cả đều thành phần thì nói thì vui vẻ là tâm thành phần. Ông Thích Ca ông giảng từ đó tới giờ chưa nói thiệt, nếu mình trên thực tế chưa tới 2.000 người về một giờ mấy ngàn năm chưa thành. Có một câu là đã thành kim thân Phật rồi thì có trở lại thành thân bánh hay không? Kim thân Phật không, cũng như trong kim Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật đó là hoàng rồng không trở lại thành hoàng được. Còn có đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Khi quảng già lập ra thành hoàng rồng rồi không trở lại thành hoàng được. Có nghĩa là về vẫn mang kim thân Phật rồi bằng điện từ quan không ghé vô trong cái tập thể này được đâu, mà muốn ghé thì phải dùng lực gọi là không thân á. Giống như bây giờ con thấy cái con không kỹ thì nghe không, nó muốn thành thành kỹ nhổ ở đâu cũng quăng ra con đi con mặt nạ đó. Ông Phật đứng dậy muốn về đây rồi vậy, bằng một chút xíu thôi, một chút xíu để điện từ quan mà ông quăng ra đây. Bởi vì tất cả những vị mà vào đây thì có một chư Phật trợ giúp mình, khi nào muốn về thì chỉ kéo về cho được nè. Còn không biết không, giờ có công đức cỡ nào mà mình không hiểu được cái nguyên tắc này, con về rằng là cái quyển chính á. Ông Thích Ca, bởi vì đầu tiên là sao, ông Thích Ca vào đây là ông Nhiên đang chỉ cho vô đây được. Khi mà ông vô đây được là người thì ông Nhiên đang phải phân thân đến làm chứng. Thì bây giờ ông Nhiên đang có bổn phận là theo dõi cái ông này nè. Khi mà muốn tạo một đứa giải quyết rồi sắp về rồi à, mà muốn về thì phải đi lên đây đi học công thức để đi vào trời đổ xuống đó, xuống đây tạo công thức rồi mới về. Thế mà bây giờ nên nhớ là một vị Phật mà khi ra đời, khi mà chưa ra đời gọi chưa có bố vị ký á, trao bắt hai người thôi. Còn khi công bố người kỹ thì số người đã về còn giới rồi.
bây giờ ta hiểu công thức về lâu nay có thể được năm mọi người về à, cũng phải hiểu cái nguyên tắc đó. Bây giờ ai dám buông không? Tiền tâm tính từ tiền buông, ai dám buông thế giới này mà buông về được, còn không buông không về được nha. Mà nói ra chút thơ thua này kia khi nào không về được, mà còn công đức thì không kêu là ông sẽ đi nói con. Mình cứ âm thầm, ví dụ điều con cũng có đấy, tập Trần Nguyên Tâm nói là con lợi sinh ra mà đã cho mình đuổi con đường cho luôn, cho ta gặp thì ta mổ thì con có công đức. Cái điều tôi nguyên tắc đó đó, thấy không? Rồi, ở mãi giờ câu hàng vô tới đây rồi. Để chơi đâu gì? Dạ, thưa mời, mời. Lên tốt đây nè. Xin mời chị Phục. Tâm vô trụ có nghĩa là sao, không hiểu, xin học vậy thôi. Tâm vô trụ là tâm không dính. Không dính là biết sao, dính không? Con đi ra chợ đó, thấy gì con cũng mua là dính, không mua là không dính. Đi không? Cháu mời đi ra chợ mà có 1 triệu đi, dính hơn có hết triệu đem về nhà là nó dính. Tâm vô trụ là cầm 1 triệu đi ra đi cầm về 1 triệu vẫn còn nguyên là con dính vô trụ, hiểu chưa? Dạ, con xin hỏi thêm, con đi học ít rồi thấy có nhiều điều kiện sao mà để tâm mình vô trụ đi học thì nó trụ với trụ chữ chứ con đã đi học thì học chữ phải trụ với chữ. Trụ cái chỗ này là trong kinh nói trụ là không hơn thua phải quấy, chứ không phải là không phải trụ cái chữ, không phải trụ cái tiền. Làm ta tả là ví dụ con đi học thì con phải thuộc bài là nó mới dính, nó mới trụ. Thế giới vật lý này nó là phải vậy. Chứ còn vô học mà con trụ thì dễ vậy đâu. Sáng vô chiều về không có chữ nào. Con phải hiểu là vô trụ là con dính mắt quấy hơn thua ở bên ngoài. Lo việc học thì lo học, mai mốt về ba mẹ biểu làm gì thì cái làm nó dính cái việc làm của mình, để cho nên biểu làm nhà thì làm cho nó sạch. Chứ bây giờ cái con đó thôi con đi tu thì con không có trụ mẹ ơi. Mẹ nó đâu giờ con trụ tôi còn khỏi trụ con luôn. Thế không phải dính thế gian, vậy thế gian thế giới này làm cái gì phải làm cái đấy. Dính cái này còn cái trụ cái này là trụ sắc hình hương vị xuất phát trong kinh nó nói sắc thấy đẹp được mê, hương thấy mùi thơm được phát thì cái con nữa tự nhào vô đó có lời kể đó tắm đó là vậy. Giờ hỏi tiếp con còn nhỏ mà hỏi đến đây mà thấy là cảm ơn. Chỉ có ông bà chị cứ đi ra thôi chứ không có tuyển thêm người vô.
Còn nếu như anh muốn tham gia vô ban quản trị thì đợi đến năm 2025 anh quay lại. Rồi nhưng mà anh muốn tham gia thì anh phải vô đây là vô ban quản trị làm cái nhiệm vụ gì? Ví dụ như trong ban quản trị nó có gì nè, bên ngoại giao nè, bên kỹ thuật nè, bên xây dựng nè, hay là bên hậu cần nè, đó thì cái tùy theo bản anh có chuyên môn gì. Chứ tự nhiên vô làm em cũng không chưa hình dung được là vô làm gì, đúng không? Thì đó thấy em vậy đó thì anh thông báo lại cho anh em biết thì 2025 quay lại. Xin thầy lấy ví dụ trong kinh điển tu vật lý chứng minh tu hành a la hán vẫn còn trong quy luật nhân quả luân hồi. Xin thầy là lấy ví dụ trong kinh điển tu vật lý á, là khi tu hành a la hán vẫn còn trong luân hồi sinh tử. Cái này á mình giải thích chữ a la hán là gì. Chữ a la hán là người cô tịch. Có nghĩa khi mình ở thế giới này là gọi là người cô đơn, tu mà muốn thanh tịnh hoài thành A-la-hán là tu tịnh, mà không muốn tiếp xúc ai hết. Bởi vì cái công thức mà cái thành A-la-hán là tu để làm sao đạt được cái thân tâm bất động của thành A-la-hán. Nếu mà thân tâm bất động mà nếu mà có tạo phước đức thì A-la-hán tự nhiên nó có phát cái thần thông. Còn nếu mà mình có thần thông mà mình không có phước đức làm sao lên các quả trên, còn mình không tác đức thì mấy cái quả thấp mình nó có những cái gì bất động. Gọi là sống ở thế gian mà sống trong cái cảnh cô tịch, cô tịch thì cũng sống đó là tùy mình. Muốn rừng sông núi thẳm ở đâu thì phải có tên cả, không muốn chờ với ai hết. A-la-hán là cái chữ dịch ra là chữ cô tịch. Còn chuyện giải thoát không tôi biết, nhưng mà lực phản giải thoát cái đất này, nguyên tắc muốn rời khỏi cái đất này phúc dương giảm lên khác khỏi trời và lúc trình độ phúc âm ở trong cái đất lập thành hoặc là người giàu sang. Còn công đức nó không bám đâu á, rơi về phật giới. Nên nhớ cái nguyên tắc của đất. Thì bà ai muốn hỏi thì con quan trọng này, nếu mà con công đức nó không dính đặt trong cái đất này được, nó rời đi đâu? Nó rời đến cái chỗ mà không có luân hồi đó. Chỗ không luân hồi là chỗ nào? Là trung tâm chẳng hạn luân hồi. Vô cái chữ trung tâm thì nó mới rơi về được. Giống như bây giờ này có cái con vũ quay một cái, nó quay con vũ, nó quay thành cái giữa trung tâm con vũ nó không quay ha. Dòng ngoài nó quay mạnh, dòng trong hay còn đi tới cái dòng giữa nó không quay. Thì cái người ở thế gian này muốn tu đạt được cái công đức thật nhiều, nó sẽ rơi vào cái chỗ không quay thì trung bản thân nó mới bể được, nó mới vỡ được. Còn nếu ở đây đừng có mong cái gì ở trong này mà có tu kiểu gì là phước cỡ gì nó cũng quay theo cái dòng luân hồi của nó, chỉ trừ tạo được công đức nó mới trở về cái trung tâm của hành trung một. Chỗ đó nó không quen, thành ra ác đức cũng ta, phước đức cũng ta, điện từ âm dương cũng ta, duy nhất chỉ còn công đức và tánh phật có tụ nó về một chỗ thôi đó. Có nguyên tắc ở đâu cho nên tôi mời đời tôi bạn Nam Mô Giáo Chủ Cao Bằng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, viện chủ cũng như là ban quản trị của Thiền Tông và các Phật tử, hôm nay con cũng được đại duyên đại phúc của gia đình chúng con là hai vợ chồng con đều được sinh hoạt Thiền Tông. Nhưng mà con cũng muốn là thứ nhất là cung kính Đức Thế Tôn, cái thứ hai là cũng muốn bạch cái thầy viện trưởng là chúng con được đây là ý của hai người cũng của riêng ý con là chúng con được phát cái bằng sinh hoạt Thiền Tông. Thì bây giờ chúng con muốn tỏ là cung kính Phật cũng như là ân xá các thầy mà được cái bằng con cho rằng vàng ngọc châu báu cũng như lưu ly xà cừ cũng không bằng được cái bằng bí mật thế tôn này, thì chúng con muốn bạch với thầy là bây giờ chúng con phải cất chữ và lưu
kính Đức Phật cũng như là các thầy. Ý hai là chúng con cũng mong bạch thầy là khi chúng con theo thiền tông như thế này thì đến khi mà tịnh thì những cái tịnh độ thì tất cả mọi người và đạo tràng đều được thành toàn, những cái thiền tông thì lễ y như thế nào, mà hay là cứ chết thế rồi để hàng xóm diện đến cung miền biên cung xong là vừa thiêu hoặc là đi chôn luôn à? Ý con cũng hỏi như thế ạ. Cô ạ, câu số một đó là cổ con có nói gì là tìm cái bậc thiền tông, thì bây giờ cái bản cổ nên lưu giữ như thế nào cho nó đúng theo cái tiêu chuẩn để mà không có bị gọi là kinh dê hay là cho nó mất cái vẻ tôn quý của cái pháp thiền tông. Còn thứ nhất đó là cái bản cổ là tùy cho mình chứ, ở gia đình bây giờ có mấy người nếu mà thông cảm thiền tông thì nên treo lên, còn nếu trong gia đình có người tu tịnh độ đang giấu thì nam nên nhớ một cái điều là tất cả hoặc là tu tịnh độ hoặc tu bất cứ pháp nào mà kỹ thiền tông thì cái bản cổ này đang bỏ ủ các khóa tương lai về cô không nói tôi ai tu được đấy. Tất cả những thiền tông đem ra khoe cái người ta để coi chừng, thứ nhất cô tu tịnh độ trước rồi bây giờ cũng đem ra để khoe một cái là cô gọi đuổi ra cô gọi là luôn đó là cái gì người ta tu lương họ một cô giải thoát thì không cô đi ra chơi mình đi giải thoát là chơi mình đi, ta phải nên nhớ cái chỗ đó. Bởi vì thiền tông tại sao Đức Phật ngày xưa không dám nói mà bây giờ đã văn minh lên cao nói mà còn chửi, ta chỉ đừng về họ chưa về chửi người ta đó. Cái bệnh cái tánh người đó là vậy, cái tánh người là bởi vì là truyền tiền đó trong cái người nó có hai tính, một cái tự của nhà ta tự đủ thứ rồi tham đủ chuyện rồi làm sao giải thoát được, thì giống như nhỏ cháu đấy thì đừng chín mà đừng tưởng đừng tham đi giải thoát cấp tiền đó, nên nhớ một cái điều bây giờ thành ra tại sao Đức Phật ngày đã mấy 2500 tới 15 vị trước ông không cho chạy mà bây giờ ông chạy ông cũng phải nói phải cho kỹ lưỡng chứ không phải lấy cái chùa này tại sao ông chết ở bên một mặt lộ chui vô trong khóc mà tôi móc trốn đó, trốn đi dạy chứ không phải cái đó. Cái này mình đem rồi kìa, mình lỗ nó đập thì nó đó. Bây giờ tôi nói nè, vừa rồi ở huyện Đức Hòa bảo tôi là gửi hai cái chữ thiền tông ra, tôi nói với thầy cấp bộ cứ cho cái giấy tôi là 5 tượng đó, tôi thôi đâu không dám nói không, người ta nghe thấy tôi làm tin luôn. Nó tại sao mà tại sao tôi hỏi vậy, cái cấp bộ đâu quan thua gì cái chuyện này mà bảo tôi gỡ này, thầy tu thì nói về đúng ông thì ông nghĩa là ở đây là chuyên môn tu tịnh độ mà ông vô thì còn làm pháp thì dạ con mà đúng, còn cái cán bộ thì chuyện thì nhân dân là chuyện của nhân dân, đừng vi phạm đừng thôi nha. Để bây giờ mình ở gia đình mình cũng vậy, tu thì con dạy khó, nếu trong gia đình đồng vững thì khoe ra, còn nếu không được vững thì giàu giấu trốn như người đang trốn, ôm cái tập quyền kiến phải trốn, giống như bà Đức Tảo ôm tập quyền kiến 60 năm còn mới nói ra được. Đây là cái người xưa đã để lại những cái tổ bồ đề đàn ma quá không dám nói, nên mà từ mới đến tổ mà cũng dám nói cái này, nói ra ông vua lưng nữa đấy trưởng mấy kia đạo kinh có thể bây giờ tại vì bây giờ tôi nói thật cái điện tâm này nó ra rồi thì ở đây là nó có một, nó có cái lý rồi. Vì cái đảng cộng sản này cái đảng không, nó không lệ thuộc tôn giáo. Chứ ngày xưa Ngô Đình Diệm ngự trị cái này vậy, Ngô Đình Diệm là thiên chúa giáo, phổ biến này ra, ai muốn tiến hồ cũng cho chồng trời luôn. Tại bây giờ mà bây giờ vậy mà còn khó khăn đó chứ vậy. Thành ra mình có hiểu, nhưng mà nên nhớ là cái pháp môn này không có phổ biến lâu đâu, thời gian ngắn rồi thôi. Nói thì thôi cố gắng rồi nữa còn sách vở mấy cái tội là không có tội thể đâu, tại vì xung quanh ta tất cả người ta tu ta kiếm tiền mà mình ở đây tu giải thoát, ai cho mình thiện đi đâu thì thôi. Có thắc mắc thì có hỏi đây, bởi vì tôi nói để được có thể là cái chùa này nó không tồn tại đâu, bây giờ nó đang thưa rồi lắm.
cơ quan tôn giáo rất nhiều. Ông Bùi Hữu Dương nói chuyện với tôi nói bây giờ anh Hiểu bên nên nhớ tất cả anh đưa làm đơn đi, đưa ra tòa án, tôi ra tòa học. Ông Bùi Hữu Dương biểu mấy ông kia ký tên, mấy ông kia không chịu ký, đi thưa là ông kia ký tên, mà ông kêu lên nó đến chùa A, chùa B, họ kêu, họ chùa A là cái gì, tên gì, trụ trì, thương về cái vấn đề gì. Nó chịu, tự đưa ra tòa án thì phải có những bút giấy đàng hoàng, không chịu. Rồi bây giờ thì tôi có nói thật á, là cái này cũng hưởng cái ông nói cho tất thời gian ngắn thôi, chứ không có nói hoài được đâu. Đó. Khi nào mà cái sức mạnh mà của mấy cái người mà vậy, và lý nó mạnh quá thì không được vậy, chứ sao này? Mình rồi bắt đầu. Bây giờ nó ra, cứ nó chặt đầu, nó cây vô đấy, chứ sao? Đi giả nhà kìa. Cái thứ hai là người trong cái thiền tông đó, khi chết á, về mai táng thì mình sẽ như thế nào, thì là cứ để là đem chôn hay là có phải mời hay gì không? Ý là người trong cái thiền tông đó, khi chết á, thì về việc mai táng nó sẽ như thế nào, để nghe mai táng. Thì bây giờ cái chuyện đến chiều rồi nó có cái lễ nghi mẫu đầu tiên đó, biết đó không? Đọc được thì linh hoạt thông cái dĩa về cái đó là phát trên mạng đàng hoàng mà, chứ đâu phải phát đâu. Đó, mấy khi công bố vị trí là có người hy sinh đó, công bố ra có người hy sinh là mở ra mẫu cho nên ta dẫn cái về Phật giới đó. Để muốn theo Phật giới thì theo cái người đó, cái người mẫu á, trong mạng đó có. Nhưng mà thấy cái bạn của bạn đó là kêu bằng điểm con trang về Phật giới. Vì cái tên đó là có. Mời dạ, tôi xin hỏi thầy hai câu. Câu thứ nhất đó là tham công đức thì có phải là tham không? Và công đức như thế nào để cách công đức thông minh để làm sao để không bị ý hỏi đó là mình tham công đức có phải là cái tham của tánh người không? Mình tham công đức đó, có phải là cái ham muốn của tánh người không? Hãy còn có nghe cái bài truyền tiền không? Suy nghĩ mà giúp người ta hết khổ là con có phúc đức. Suy nghĩ mà hại người ta là ác đức. Suy nghĩ giúp người ta giải thoát là suy nghĩ thanh tịnh của Phật tánh. Cái suy nghĩ mà đạt đèn thì phước đức, suy nghĩ là ác đức, suy nghĩ giúp ta giải thoát công đức. Càng nhiều càng tốt, công đức càng nhiều càng tốt. Cũng là con suy nghĩ, cái suy nghĩ của con người. Bởi vì cái tánh phẩm nó mượn con người, mà con người nhận giác mà tánh phẩm nó hiểu. Tại sao tánh phẩm mà hiểu này là gì? Vô tình tạo phước. Bây giờ ác đức cỡ nào vô tình tạo được công đức tự nhiên nó sáng đi, nó sáng rực ra thì mới có mong rằng tạo giúp cho người ta. Hơn nữa đến cái chùa này người ta truyền thì đó thì mình nghe rồi bây giờ cái trần nhân tâm ta tạo nó có lấy 5-10 quyển đem về đi rồi cho ta mượn chứ cho luôn ấy nó đã mượn đi cho nào thấy hay thì con đến đây con xin một lần tiếp. Thì một người hiểu cái này thì còn có công đức. Mà nếu công đức con càng nhiều thì cái sáng trí phụ rất sáng. Mà bây giờ nếu con chỉ đọc sơ qua trần nhân tâm một lo thôi, bắt đầu con hết đi cúng đầu tổ đầu con không đi lại đâu nữa. Núi này núi kia chùa này kia con khỏi từ đi rồi thì con đỡ bao nhiêu tiền không? Cứ vô cái chùa con cúng cũng phải 10,000 mười cái chùa phải trăm mà một năm thì không tính ra bao nhiêu tiền. Mà giờ còn không làm được cái này, lấy cái số tiền đó để tạo công đức. Cái đó là bằng cái còn tạo công đức rất lớn. Mà bây giờ thì tông đã ra đời nhà nước cho nói rồi,
cố gắng tạo ra một cái mục tiêu. Nếu mà thiền tâm chưa ra rồi, không ai biết cái tạo cái công đức là tạo như thế nào. Rồi còn thắc mắc còn hỏi gì? Cái cách để tạo công đức thì thầy cũng nói qua thì con cũng đã hiểu rồi. Thầy con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi tiếp theo là: con người là loài hữu tình, thực vật là loài vô tình, vậy tại sao con người lại có thể thành loài vô tình được? Hai từ hoa báo ở trong kinh điển nào nói ra vậy thưa thầy? Là con người là loài hữu tình, thực vật là loài vô tình, vậy tại sao con người lại bị hoa báo mà thành loài vô tình? Vậy cái từ hoa báo này là trong kinh điển nào nói ra? Hoa báo thì thiếu gì ở trong trong kinh tiểu thừa cũng nói và đại thừa cũng nói, thì trong trong kinh diệu pháp liên quan cũng nói tất cả sự sống trên cái đất này là gốc của Phật tánh, từ con người rồi mới chuyển thành lên trời, con người chuyển thành tầng, con người dưỡng đi xuống các hạ cấp, rồi nó nặng quá nên mới đi vô là thực vật. Bởi vậy thành ra trong cái chuyện mà ông Thích Ca nói, ông khi mà ông được gần người ta 20 năm ông làm thực vật mấy tỷ năm. Trong kinh á, bây giờ có cái gì thiền sư hôm qua mà đặt cái câu chuyện mà nói về là qua báo á, ông ngày xưa ông là một ông thầy, ông không hiểu cái này, ông được gần người ta khi ông chết ông làm qua báo cho cái ông gia đình đó. Mà ông chỉ trả nợ có một người thôi trong gia đình, trong đó đó trong chồng ăn thì rất con, cái hoa nó rất con, cái đám nó rất con, còn con vợ ăn cũng con, là nhiều thứ đó chỉ là gạt con nhau này thôi. Thì trong này trong cái quan nghi cũng có nói và trong cái nhiều pháp liên quan cũng nói, mà trong cái quyền ký thì nó rất rõ phân tích, quyền ký có phân tích rất rõ này. Có nghĩa là tất cả sự sống tại cái con kiến nó vẫn nghe được, vẫn nói được, nhưng mà nó nhỏ và nó không hiểu. Cái cây nó vẫn nó không thấy vì nó không có tổ cái con mắt nhiều nữa, như là chỗ cái tâm giác nó biết. Bây giờ ai để ý nè, tất cả ở nhà quê mà trồng cái cây để trước cửa, cứ ngày nào cứ đi cái vuốt nó đi vuốt về vuốt cái cây rất được. Mà nếu mà một người được truyền thiền thì có một vị Phật luôn theo dõi giúp đỡ, vậy vị Phật đó giúp đỡ bằng cách nào và có giúp đỡ và giúp đỡ trong những trường hợp nào? Là khi mà người đó truyền thiền thì sẽ có được một vị Phật luôn theo dõi giúp đỡ, vậy vị Phật đó giúp đỡ bằng cách nào và trong những trường hợp nào? Bây giờ cái này nó phải nói cái đầu thì luôn chứ không phải là không phải là truyền thì giúp đỡ, là mà có công đức làm là cũng nhà giàu rồi. Cái câu chuyện mà ngày xưa ông Thích Ca, ông ở bển ông tấn phật của Thích Ca ở bển, ông hỏi ông Nghiên Năng, hỏi chứ giường tại ông lớn với tôi nhỏ vậy làm sao, thì ông Nghiên Năng bảo vô phía rồi người á tạo công đức về đây thì lớn như tôi, thì ông kia ông vô thì để nhỏ tắt nó gọn, ông vô thì trưởng dòng tập có tôi có tin Phật đánh Phật nào vô đây nói mình hỏi chứ mà tôi thời gian ngắn tôi về mà ở làm tỷ năm biểu ra về đâu về, nó không tôi đâu có vậy đẹp không. Nếu mà kêu cái ông nào mà giới thiệu ông vô đây thì ông là ông Nghiên Năng mà phân thân liền tới cho tôi chỉ tới Phật này vô rồi đâu làm trong đất à mở đi hoài ông làm ông kêu ra chứ không phải kiếm hoài trong này. Bởi vì khi mà vô tại sao mà cái tánh Phật không nhớ được cái chuyện này, không nhớ tạo công đức bên trong, bởi vì cái tánh Phật khinh thường nuôi được cái quả luân hồi vào trong thế giới là người giờ tử cung của mẹ. Cái tử cung mẹ là cái gì? Tử là chết, cái cung chết nó là tôi quên hết những cái gì mà tánh Phật biết. Rồi thứ hai nữa, cái cung này vừa chết nó sanh ra một đứa con, à mỗi cái cung này nó hai công dụng, làm chết và sanh con, và sanh đó là
cái tác phẩm nhào vô để làm con, mà đi xin làm con mà giờ muốn ra phải cho quên hết đi chứ để không lấy rồi qua đây mày nói mày phật cái là mày chịu làm nó chết nữa là tại nó bắt buộc cho quên xong rồi thì nó bắt, mà cái đó là lớp quên thứ nhất nè, còn lớp quên thứ hai nữa là gì, khi trên cha lão mẹ nó vừa cuốn thì hiện tượng vô nó hút theo, nó tạo thành cái quên hút vật lý á. Hút vật lý thì nó phát ra những cái gì, phát ra những cái bông phóng, gọi là bông phóng điện điện từ á, thì đó là cái phóng che hút cái lớp thứ hai. Cái lớp thứ ba là cái gì, lớp thứ ba là tánh người nó quay ra để nó tạo ra 16 thứ, một tổng thể một tánh người và 16 cá thể của tánh người. Mà bây giờ tưởng tham ác sợ là đi đâu, thì làm sao tánh Phật nhớ được? Bởi vì khi mà ông Thích Ca đó, ông sanh ra là ông lớn rồi, ông mới nghe, ông mới suy nghĩ, ông mới tôi nhớ mà mát là không phải tôi đây. Rồi ông mới sao mới đi tìm mà hỏi thầy đó, ông muốn về quê tôi chỉ cho, phải sao đưa tiền chỉ nha. Ông bằng bất thiện mà ông thấy ai về làm đã đời thì ông bắt chạy lên chút của tôi trời này vô khác một không là bất thiện mà để tự lương tạo nhân quả rồi xuống một đợt lại ông không nhớ ông biết sao trong kia đó muốn không bữa làm này là biết đã đời tức quá làm một bạn người ông tức ông ấy ông chờ ông giết người ta xuống địa ngục. Nó mới như nó khổ vậy được số điều của mình. Mà mỗi một lần dầu bất cứ đâu, mỗi lần sanh là cũng được quên luôn tới cung mẹ, dù mẹ nào vậy, mẹ trời, mẹ tiên, mẹ thần, mẹ người, mẹ súc sanh đều quên hết, thành nó khó. Và tại bởi vì tại làm sao mà bởi vì Đức Phật cũng nói là muốn mà trở về một giới tình cờ mới về được chứ không phải muốn về được đâu. Tình cờ á, ví dụ biểu của cái ông đó bà có bữa rồi đưa tiền làm phước á, nhưng mà ta cũng làm phước, nhưng mà tình cờ cái phước đó nó có cái phần công đức ở trong đó, nó như nhào vô từ tâm một sáng này ông mới nhớ là ngày xưa và sáng lại cái bốn cái đường về thầy thấy nhớ rồi đó, nhớ hồi đó là tôi về không phải đây rồi giờ ông kêu đây về không được. Vậy mà nhưng mà phải đợi một vị Phật ra đời để chỉ cái này, nhưng mà mấy ngàn năm sau có chỉ mà chỉ từ gian ác thì thôi. Mà làm sao đây? Cho đây mang cái tánh người là gọi là cái kiếm, cái cách. Ai cũng nói tôi là giỏi, tôi hay, tôi này kia nọ. Gì cái đó hết chứ. Thành ra khi mà một cuộc mỗi Đức Phật dạy có mấy chục năm rồi, nó bay luôn. Rồi ông Phật khác, bảo giờ nếu mình nguyện ký đó, nó đi về, nó sanh ở trong người Việt Nam, mà người Việt Nam về được bao nhiêu? Việt Nam mình giờ gần cả 100 triệu rồi. Một 20 người ăn thua gì? Cái ông tới chúng ta kiểu mà nếu mà rủi mình sang đúng người Tàu, người Mỹ thì đó đâu có biết cái Việt Nam thì mình có bố biết gì đâu, nó đúng nó khó cái chỗ đó. Thành ra ông Phật nó vô đây cũng về khó nó dễ đâu. Cái hết của ý nó chưa không phải tiếp rồi nhớ rồi. Còn câu hỏi tiếp theo đó là trải qua được 2564 năm vì ký gốc của Phật thì không còn nữa, vậy thầy dựa vào cơ sở nào để nói rằng cái vị ký mà thầy đang dạy là chân thật của Thế Tôn chị nhau thế? Nói đúng ra cái câu chuyện này đó thì nhà xuất bản nó có hỏi tôi nói cho đòi cho các ông muốn cái tập quyền ký là chính tay Đức Phật viết hay là thế là hai người khác viết, nó trên Đức Phật viết. Hồi trước ông tôi nói thiệt đó, ông viết đi viết lại ra phải là ông truyền theo dòng Việt Tân tới lục tổ mua ra mua đáp rồi thì bắt đầu thấy mà bây giờ tiếng ông dịch ra cái này hồi xưa đó là vua Võ Tắc Thiên là vua nhà đường là sử dụng chữ Hán. Mà trong lúc người Trung Quốc ngày xưa đó là họ có 5 loại tiếng: Hán, Tạng, Tiểu, Hoàng, Tiểu. Bây giờ làm sao biết như thế nào, nhưng mà cần cứ thế này, nếu cái bản gốc thì đã dịch ra tiếng Trung Quốc rồi thì làm
sắp của mắm gốc đã qua con dịch. Mà khi dụng tổ của anh đang chôn cái tập quyền khí này đi, mới dịch lại tiếng Trung Quốc khác, cái đó là bản cũ cho làm sao không tránh. Rồi bây giờ cái bản này khi nó nhà xuất bản Bắc Kinh á, nó xuất bản hồi năm 1888 xuất bản lại, người ta mới viết ra lại này, thì nó đã qua lần thứ ba thứ tư vậy. Mà khi ông Trần Nhân Tông không nhận được cái này ông dịch ra tiếng tiếng Nôm, rồi tiếng Nôm sau này ta mới dịch ra tiếng Việt Nam bây giờ. Tiếng Việt Nam bây giờ gọi là tiếng Latin. Tiếng Việt Nam của mình là của Alexander Ross, là ông dịch ra từ tiếng ông giữa ông giữa ba cái tiếng, một là tiếng Trung Quốc, hai là tiếng tiếng Nôm mới ra tiếng này. Mà bây giờ điển hình nhất đó, bây giờ tất cả ai mà học bài ngoại ngữ, học tiếng Pháp rất dễ, tại vì ông Alexander Ross là người gốc Pháp thì mới dịch ra tiếng này. Thì bây giờ họ tìm cái mà cái gốc là sao, phải gốc là cái gốc nào, nó đã dịch ra 4 năm lần rồi làm sao ấy. Thì bây giờ, nhưng mà bây giờ Phật họ bảo là muốn nghe được cái chuyện này, muốn tin được chuyện này phải dùng trí tuệ, đừng nghe. Thấy người này nói đúng thì tin, không đúng đừng tin. Ví dụ ông nói dễ tam giới để đó, có ai dễ tam giới khác không? Nếu có tam giới khác thì tôi tin của ông. Còn nếu không có thì tạm tin đâu, chứ không phải tin thì tạm tin thôi. Rồi ông nói sáu pháp môn tu này nè, ông nào nói ra tu tịnh độ nhà giải thoát đâu nói đi. Đó bây giờ ông dễ tam giới rõ, nhưng nó khổ trong tam giới tịnh độ, còn tam giới mình sao giải thoát? À, mình phải tin tới cái này nè, kêu mình phải dùng cái trí cái đầu khoa học của mình để tin thôi. Chứ còn bây giờ tìm cái bản gốc thì không. Bữa hôm báo chí nó cũng hỏi cái câu này, sao cùng phải bỏ? Còn không hiểu nó nói vậy, bây giờ tiếng Việt này là mình làm đó, nó dịch ra từ thứ mười mấy rồi, làm sao có làm tránh được. Thấy không? Rồi mà hỏi người hỏi này nè, có đồng ý không? Câu hỏi tiếp theo đó là Phật Pháp Tăng là Tam Bảo Thế Gian, 36 vị tổ là Tăng Bảo, chắc lẽ ra quyền ký của Như Lai phải do những vị tổ công bố, vậy tại sao lại là một vị cư sĩ công bố cái này, là không, vị cư sĩ này lại không thuộc vào những cái hàng Tăng Bảo? Một cái Tăng Bảo là áp dụng cho nghịch lý tất cả, tại làm sao Đức Phật không cạo đầu? Đức Phật chờ một vị Phật mà tại sao thua cái ông mấy ông thầy và đệ tử ông Phật cạo đầu mà ông Phật không cạo? Là có cái lý do thế này, cái pháp ông Phật mà vào đây tánh Phật vào đây mượn thân người ta có gì dễ đấy, không có cạo người ta. Còn sở dĩ quý thiện mà nằm trong Tăng Bảo á, là để cho cái đạo Phật nó trường tồn, người ta căn cứ vào cái Tăng Bảo này mà nó chùa nó mới sống được. Còn nếu mà không Tăng Bảo chùa không sống. Bởi vì thiền tông tại sao không đưa cho mấy cái ông mà tu hành mà công bố? Vì ông công bố thì không được, là vì ông là cái ông thầy, là nhiệm vụ làm thầy để dạy người ta kiếm tiền, nên nhớ làm thầy dạy người ta để lấy tiền thì không công bố được. Ông công bố là ông lấy tiền nhiều làm sao thì nó vi phạm. Còn đưa cái ông có tóc á thì tại vì ông này ông không cần tiền, với ông này ông đâu làm, ông ăn, ông công bố vậy thôi. Mà tại sao bây giờ từ khi mà bây giờ tiền tâm công bố ra rồi như vậy, không có ông thầy nào mà nổi chỉ tiền tâm nói thật, mà chỉ nổi chỉ tiền tâm và cứ mà tiền tâm hoàn toàn tu sĩ hết. Bởi vì tại sao cái nhiệm vụ người ta làm thầy thì không tu tiền tâm thì được, tiền tâm là buông mà các cái tuổi lớn mà buông được, nếu các cái tuổi lớn buông sao là sao điều hành cái chùa được. Thành ra Tăng Bảo không công bố vị trí được, mà chỉ một người gọi là có tâm tài lực mới công bố được. Vì thế mà trong cái bài kinh 12 câu kệ của Đức Phật dạy con chó là như thế nào?
có người tâm lớn nối vào Như Lai, chỉ có người nào có tâm lớn thật lớn mới nối được cái dòng này. Còn tâm mà là ta là thầy, ta là tiến sĩ thì họ đâu cũng không được. Làm cho anh cảm động là cái ngã đất lớn rồi, không cách nào điều hành cái pháp môn Địa Tạng được. Đã có ngã đất rồi là bị dính vô vị trí rồi. Bây giờ anh kể hòa thượng thì cũng không sẽ chia gặp hòa thượng thế lại với chà bên này. Còn giờ cái ông mà có tóc với cái ông đi ra, ai biết ông là đâu vậy? Hỏi đầu lại lớn là tên nói ông ơi nhà nhỏ là chú quá anh chị thôi, nó có nói vậy đâu. Cái này nó không có hình thức mới tập một bài, bởi vì nó công bố xong rồi thì ông phải chuẩn bị ông chuồn đi chứ, chuẩn bị ông trốn là phải theo đến vì thế là không có đi theo cái hệ thống Phật giáo kêu một chuyện nhận lý được. Hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là người tu hành thiền tông có công đức vô lượng thì các cửa giảng sanh được đóng lại hết, duy nhất chỉ còn cái cửa lời về Phật giới. Vậy tại sao ngày xưa mà ông Xá Lợi Phất á, ông có công đức vô lượng nhưng mà ông cũng phải đi học công đức giải thoát thì ông mới giải thoát được? Bởi vì trong có nói đó, muốn về Phật giới thứ ba thế thế, công đức ông có lớn nhưng mà ai còn kêu ông lên. Giống như mình ở đây mình có tiền thật nhiều mà không muốn đi du lịch thì ra thì bé trái chỗ. Chừng nào ông biết ông có công đức ông biết, bởi vì thành ra ông Phật mới vừa nhắc ông cho biết chỉ không được về ông lập nó đời này về nha. Người ta có chút còn về được ông đừng vô lượng rồi, tại vì không biết. Giống như bây giờ, bởi vì trong cái này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói sao, anh Trần Cùng Tử vào gần chết mà đi làm mướn, nó là sao? Trong anh Trần Cùng Tử đang giàu quá mà không chịu không đem tiền để xảy thì ông không hiểu, ông biết trong túi không có tiền, hạt châu trong cái chéo áo và hạt châu muốn đó, tại vì ông không hiểu cái đó là cái công đức. Cái hộp sò mà để trong túi mà để bán hàng mấy trăm triệu mấy tỷ bạc họ chịu quá sẵn cho sò mang lên đi theo nó dài hoài, rồi đi mướn là mướn cái này trả nhiều không làm, kể cả đi hút phân cũng là các bạn mình không biết. Sao là có hai cái chế ba cái ông có một cái học công viên thì cái này nó nằm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn hai cái ông biết gì mà kéo ra cái gì mà ông đâu có học, ông đâu biết được, ông đâu ham muốn đâu, ông đâu biết là ông muốn, mà ông mà muốn mà thế giới này cứ làm ăn thôi cho họ không muốn. Dạ, cái câu đó là ý gì? Câu đó là ý. Câu tiếp theo là thầy mới công bố về ký Nga cách đây chỉ mấy tháng, vậy tất cả các vị thiền sư Trung Hoa xưa thì đạt được ký Bất Liền Tâm thì các vị này có biết được công thức giải thoát hay không? Thiền sư Trung Hoa không người nào biết cái công thức này. Trí thiền sư biết là biết vậy thôi, giải thoát hoàn toàn không nha. Thì Đức Phật nói là khi nào muốn biết cái này, công quỷ khí công bố ra mới biết cái công thức này. Còn nếu mà không có cái quả cờ không biết. Thì thế mà Thiền sư là cái gì? Tại ta không hiểu thiền sư là cái gì. Thiền sư là người ngồi thiền giỏi, ngồi 5-7 ngày không có mệt, đạo đó là thiền sư. Thiền là ngồi thiền, sư là thầy ngồi thiền. Chứ đâu phải ông thầy này là thốt à. Vậy thì là khi nào công bố ra thì cái danh từ thiền sư mới biết, thì ông mới chuyển thể thành tư, chuyển thể ông mới chuyển thành thầy giải thoát. Bởi vậy trước khi tôi nói là mà mười quyển sách này viết có quyển là chỉ dạy vậy thôi, không hoàn toàn, mà chỉ có truyền thiền công cái điều 25 mới đó. Mà điều 25 trước khi quyền ký chưa công bố chưa nói được, mà đợi công bố quyền ký điều 25 mới nói rõ ra thì có nghĩa tôi đậu đúng vậy đó. Thì tôi muốn một cái người ta làm ra không giữ, xin lỗi ta giữ rất nặng, nó có tôi phải chịu lên mà thôi. Sau cùng nó có nói là nên nhớ đó, trong kinh nó nói là gì, ngậm máu của người dơ như mình, cái câu đó từ từ lâu lâu thì chỉ nhắc lại vậy thôi. Anh chửi người ta mà ta không nhận thì phạm đó sao? Anh cúng mà ta không lấy là sao? Anh
anh cúng cho tao đó, anh chửi tao không nhận, anh có coi trần nhận gì đó. Bởi vì tao biết thuộc buông của thiện tâm là cái nằm ở chỗ này nè. Thế cái chữ mở tại là từng chấp nhận cho chửi. Chửi gì chửi. Nó bây giờ bao giờ mà bà chỉ với chữ cái chùa thiện tâm đã mang ngoài đạo. Chữ có mắt, không sao đâu. Cũng như giờ tâm chứ đừng biết là những đạo thách thức rồi đạo, đạo sách, đạo kinh rồi để ra là kêu mà nhảy vô lửa. Tôi nói tôi đâu có dám, thầy cũng nhảy với tôi đâu có dám. Thầy giỏi đó, thầy đầu kinh vô lửa, có trái đó tôi nhào vô, tôi đốt tôi được không dám. Cũng nói giỡn cho không. Thì đâu có gì sự là buông, chứ là sở dĩ gặp mặt ẩm thầy nói, như một người mình ngủ chịu buông trước. Hoặc là mình đưa tất tật ra mình đỡ, tất tật sẵn không chính. Thế vậy thôi, là phải tiếp. Thì theo hình kiến đức thì mời nhiều người tu mới được có một người giải thoát. Vậy thầy có lời khuyên gì đối với người tu thiền tâm ở hậu thế không ạ? Ông Phật cũng khuyên người tu, khuyên thì tôi có một phận đó. Bà Thảo đưa tôi biểu công bố, tôi công bố ra nhiều vậy thôi. Tôi hiểu gì, hỏi thắc mắc gì tôi hỏi đâu chứ không có lời khuyên. Mà không có khuyến tu nha, mà không có lời khuyên bất cứ cái gì. Dính vô một cái rồi đã tôi buông rồi mà còn dính vô nó khuyên cái gì, buông là thôi. Bây giờ tôi không biết ai cũng tu, tôi buông thôi chứ còn tôi chuyện tôi. Còn anh mà tu mà đuổi mà thành nhờ ăn nát chịu. Tôi nói rồi, mới suy nghĩ mà nếu mà liệu được thì tôi có liệu được thôi. Chứ nếu mà đây tôi nói thiệt với ông thầy bùa thầy ngãi cái chân này, em sắp vô rồi, ông ba ngày em đi luôn. Ẩm phải thì kêu buông là mấy ông thầy buông. Mấy con ma thầy bảo nó vậy hả? Nó tụng cái này ra nó chịu nổ. Nó chịu nổ nó đặt bóng lên. Tôi nhớ cái câu chuyện nào là cách đây mấy tháng với con thì tôi đi chùa Pháp. Giờ tôi này vô chùa cái là thấy đúng thứ á. Quả mộ nữa la ông chùm rồi đó. Thì ông Lâm ở bên tổng cái đêm mà bàn tay tổ la lên. Nó mụ mụn nó sợ rồi á. Ông sợ dài bữa nó trốn luôn. Tôi nói cái là thanh niên cái la bài nó nói nó hùng. Trời nó đội mũ, đội áo, nó đội nó làm dữ dữ đó. Sao bụng nó cũng ra đốn mất luôn. Trời cái này nó là được yêu bởi không ai chịu nổi mà nó hùng. Cái khi nó đi nó cũng hùng mình. Nếu mà nó hùng nó không. Thì sao bụng nó phải bỏ. Bởi cái này mà trong cái nhà nào mà bị bùa ngải á nè. Mở riết tự nhiên thấy bùa ngải chạy mất. Còn nãy là mấy cô hồ, mấy thằng ma, mấy thằng nhậu nhậu vô cái tay trong đó. Trời ơi. Trong khi con Kim Giang có nói câu là hàm sợ ông tướng giang thị hư vọng. Vậy tại sao các vị Phật ở các vị kim nhân Phật ở Phật giới lại có các hình ảnh sáng đậm, sáng nhạt, nhỏ lớn mà những hình ảnh này không phải là hư vọng hay sao? Bằng sở ông tướng giang thị hư vọng thì cái này á, ông Phật đã dạy cho những người sơ cơ lục tổ ngoại nhân đó là bản lai vô nhất nhật là ông dạy cho người sơ cơ. Chứ nếu mà kéo vô thiền tâm ông lục tổ ngoại nhân nói sai. Tại sao mà bây giờ tôi hỏi ông chứ ông nói là tánh Phật là không có phải không? Không có thì phải là tánh Phật. Tại vì nói cho người bình thường tánh Phật nó có tướng nhưng mà tại vì nó cấu tạo bằng hiện tượng quá. Tánh người nó cấu tạo bằng hiện tượng như hiện tượng như bây giờ nè, giống như bây giờ mình văn minh rồi mình mới hiểu được là cái không gian này nó có rất nhiều hình ảnh. Bây giờ có một triệu cái tivi và triệu cái điện thoại đi mở từng con cá, có phải là những hàng hàng sản số cái hình ảnh không? Làm sao ai biết? Hồi xưa ông Phật nói nó quá nhiều, ông ta mới nói. Thành ra ông Phật ông nói là không có hình tướng là nói cho người sơ cơ. Cái là kim thân Phật. Nó có Phật thì nó có kim thân nhưng mà có mắt thịt mình nó thấy. Mắt ông Phật nó thấy. Vì thế mà ông Phật có ngũ nhãn. Huệ nhãn mà nhìn thấy trong này là trong không gian đều đơn điệu. Còn bây giờ tôi tới huệ nhãn để thấy hết. Rồi mà thấy ra mình đi nói với cái kia nó bị gục mình. Tâm nên tôi thấy cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ nói trong cái thế giới này nó không có hình đó. Mình nói mình thì biết nha, nhưng mà nói nó truyền hình đó, anh điên rồi. Anh muốn không, cũng thấy cũng đưa ra đấy.
bật cái điện thoại ra, có mình nó hiện ra điện, cái này không có sao nó làm tay, thấy không? Tại vì bây giờ cái đầu tiên nó mà không dạy thì dạy cho đường sơ cơ, nhưng mà cái đến đỉnh cao thiền tâm mới nói được này. Chứ còn là ông được tổ Huệ Năng mà họ cũng nói là bảo lại như đức Phật là cũng nói cũng có đường sơ cơ, cái sự thật cũng biết sao là không nhận tánh Phật đã không có tánh Phật, tại sao cũng không có hình sự, tại nó cấu tạo từ điện từ âm dương, nó đâu có đâu thôi. Tánh Phật nó cấu tạo từ điện từ quan, mà sao con mắt thà mình thấy được không? Phật con thấy mới biết là có tánh Phật, tánh người, tánh thú, tánh cô hồn, tánh này kia nữa, tánh quỷ, người địa ngục mới thấy. Nhưng mà giờ người ta thấy cái gì, có con người với súc sanh với thực vật thôi, còn ai nó còn kêu đâu có thấy, thần đâu có thấy, cô hồn đâu có thấy, địa ngục đâu có thấy, sáu rồi. Lời hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là các vị thầy tu trong pháp môn vật lý nói sai về công đức, nói pháp mình tu là pháp giải thoát, vậy duy trì Phật pháp mà nhiệt tình nói sai như vậy, nếu đi vào quả báo được số 7 thì có thiệt thòi cho quý thầy này hay không? Là quý thầy đã nói không hiểu về công đức mà cứ nói là các Phật tử làm công đức, nói sai cái sự cái mục đích của cái công đức đó, thì quý thầy này sau khi chết có thể sẽ bị vào quả báo. Thì cái chuyện mà nói đó, nó sai mà công đức phước đức nó không phải là quả báo đâu, cho đó nó vào đâu quả báo, mà gọi là lường gạt người ta mới vô quả báo, đi lường gạt mới vô quả báo. Còn nếu nó sai không bị báo, nó chỉ là cái giống như là ở thế gian mình gọi là tông phạm. À, chủ ý cái người đó là tạo ra cái thì nó mới nặng, còn cái mà vô tình sao không sao. Còn sở dĩ mà bởi vì người ta chủ trương thế này nè, thí dụ cái đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát mà không hiểu là đặt bản ra cho nên như vậy giải thoát, cái đó mới hoàn bảo nha. Nó rất là cố ý mới cấu tạo thành đạo Phật, còn mà vô ý cái còn cấu tạo mà nó chỉ là cảnh cáo thôi thì ta không vô đâu có nói được nha. Mình phải hiểu ấy, mà đâu phải ai cũng là báo cáo đâu, mà chỉ vừa cố ý lường gạt người ta. Còn vô tình tại ông không hiểu công đức phước đức gì ông nói, nó không có cấu tạo thành cái nghiệp, mà nó chỉ là cái nhẹ thôi. Nếu mà về tội thì nó chỉ là nhẹ tội, nhẹ tội chứ không phải trọng tội. Còn ông không biết tôi nói là tôi đang này được cái đó là mình chắc, trong đó mới là chắc chắn bị làm bò lòng. Câu hỏi tiếp là tại sao các chùa không thấy thờ các vị tổ sư khác mà chỉ thấy thờ tổ Bồ Đề Ma thôi? chùa Phương Đông điều tổ là ba quay đầu tiên phải từ ở không chứ, chứ ba mà mấy vị tổ làm sao cái kia là sao biết? Còn ở chỗ thành thờ trong mặt ở mà hạt chiếc tổ đầu tiên ra người trong chỗ, còn người Phương Đông là thờ ông cái tổ 28 là trong đầu tiên lên thì công qua trong cái thờ và cái tổ nào mà người ta cảm ơn nhiều nhất cho cái thờ cái ba mấy ông đem hết lên là chỗ đồ để rồi hỏi thế không có cái gì là cái đầu không hỏi thế mà. Con xin phép hỏi là con có đọc sách á, thì có bốn loại thần chủ thế giới, thần chủ quốc gia, thần chủ dục và thần cửa hàng, thì con không biết là thần Kim Cang nói là bảo vệ pháp môn thiền tâm, thì thần Kim Cang có phải cửa hàng chủ thế giới mà, và có năng lực nào mà có thể bảo vệ thầy trong quá trình mà thầy công bố ra cái việc như thế này, thì làm sao mà có thần Kim Cang có hay là như thế này để có thể là giống như là che chở cho thầy để công bố cái việc như thế ra, thì con thắc mắc cái vấn đề đó. Ông thần Kim Cang bảo vệ cái Phật chứ ở đây là Pháp được bảo vệ tôi đó.
là vì tôi xin phép sức khỏe nhà nước cho qua hồng là bắt người. Thứ nhất, tôi trả lời công bố quyền kiến hay là trả lời giải đáp nhà nước cho, đây là pháp luật bảo vệ tôi, chứ không phải thành nào đây. Còn nên nhớ là tất cả vị thần thừa hành thì mình suy nghĩ về giống như nè, con người mà thừa hành đó giống như con người của mình nè. Ví dụ các anh cảnh sát giao thông đó, thì nói đúng ra là nó đi theo con đường. Còn các anh gặp cái đội ngũ cảnh sát mà mấy cái bạn bè đó, anh không được quyền bắt cái thằng chạy ngược đường, thấy không? Cái thằng kia nó được quyền bắt. Còn cái anh lính hải quân đó, anh thì ông vẫn có quyền dẹp cái lề đường. Mà cái gì, những cái người mà bảo vệ, gọi là bảo vệ dân dân á, là bảo vệ lãnh đạo á, thì mới cái đó mới là nhiệm vụ của người ta. Thì con người về thần nó cũng xếp là nhiều cái loại thần phước thiện rồi thần ác, người đủ thứ đến đâu vậy. Thì mình suy nghĩ là người có bao nhiêu nhiệm vụ, thần có bao nhiêu nhiệm vụ. Và thần Nghiêm Cang này là chỉ bảo vệ Đức Phật về pháp môn thiền tâm mà có nha, chứ còn pháp môn khác không bao giờ. Bởi vậy thành ra nếu mà pháp các pháp môn khác là do thần dùng thần lý mà tự lý cho ông giải thích. Ông mà ông giải thích tất cả pháp môn nào thần cũng mở hết năm pháp môn thần, mà chỉ có cái thiền tông ông ban đầu ông cũng đâu có, ông cũng nói, ông đâu có nói cho thiền tông đâu. Sau cùng ông nói cho thần người chủ thế xuất hiện cảnh cáo thì nói là ông tôi cấm ông cho là kiểu mà ông biết cao nói sao, cái đất này 700-800 triệu người tôi đem về mà chớ 2-3 người không cho đem thì cũng năm này giống nhớ không, mấy người đăng ký mấy người không cấm mộng nè. Đâu tôi cũng không lấy đến tiền bóng hết rồi, nhưng mà ông ẩm mắt ông kèm cái vị ký ông quăng ông đi, ông kèm đi. Thì bây giờ mình mới học được là nếu mà ổng mà ổng đưa vô đưa cái vị ký này ra thì kể như mình bị bó tay luôn, mình có một người cũng ăn chứ làm hết á, mình cũng ngồi tiền hết. Mỗi cái thần Nghiêm Cang nó phải là còn đây đừng có nói là nó ở đây bảo vệ tôi, cũng phải pháp được bảo vệ tôi làm gì, xuất bản sách nhà nước cho, nhà xuất bản tôn giáo cho, ai có tôi đậu đâu cái này đó là tôi giải đáp thiền tâm có giấy phép đạo là tôi công bố vị trí mời chính quyền để chịu đạo là, chứ tôi đâu có làm đậu và làm họ pháp được bảo vệ tôi, chứ không có thành chi cả là điều này tôi nói cho biết rồi. Bởi vì Đức Phật cũng nói ai có mà tâm tài lực mới làm cái này. Bởi vì cái ngày đầu tiên tôi cắt chùa tôi hoàn toàn không dám bay lấy đâu rồi, nhưng mà giờ có thấy là vậy. Ta muốn là cái bản là bây giờ cho tôi thanh ra mà cái bản đó là của anh, tôi để tên đàng hoàng chứ không phải lấy, không lấy tiền tập vậy đâu nè. Còn giờ nếu mà nếu tôi làm xong thì thôi lấy gì nữa, tôi làm nhà tôi làm tôi ăn cũng hết rồi, còn ở thì lấy tiền của người ta sẽ được đó, mình phải hiểu này. Nhưng mà lấy tiền ở đây nên nhớ là thò tiền lấy người ta là bị nhân quả này. Mình lấy để mình làm cái gì mà cho cái chùa thì được, nhưng mà chùa một lý thì lấy để cho ta tạo công đức và phát đức của họ đây, cái chùa này lấy để tạo công đức nó vậy, chứ không có không có cái hòa bò ở đây thì có nói ai bảo vệ tôi lên mà tôi nói được bắt bảo vệ hiểu chưa, hỏi thế đi. Dạ thì theo con hiểu thì thần chủ thế giới tức là có quyền hành lớn nhất trong cái tam giới này, trong cái thế giới này, thì thần Nghiêm Cang có phải thừa là của thừa tại vì là của thần chủ thế giới không? Bây giờ đó nó có cái chuyện cái nhiệm vụ này nè, thần chủ thế giới là lập đạo trên thế giới cho thế giới anh đem về tôn tu, thần chủ một quốc gia thì mang cái đạo của thần chủ thế giới đem về quốc gia mình, thần dùng mới quản lý được từng chủng, nó thần chủ. Thần chủ quốc gia không được quyền điều hành cái gì lính này nha, nên nhớ nè. Thí dụ chủ tịch nước á, có khi nào kêu thằng lính xã đi đâu cũng có, ổng kêu nó kêu tự ổng kêu theo cái hệ thống ổng á, thấy không? Chứ còn bây giờ ổng lại chủ tịch nước kêu ê mày là đây là mày con cái chuyện đó, ổng tập ta làm chuyện lớn vậy ổng kêu ra lĩnh từ bộ, bộ ra kêu xuống sở, sở tới còn phần
tức quan nó có cái hệ thống lệnh hành đến là quan thấy không? Còn thân thì bây giờ cái chuyện này là do sắp đặt của ông thật chủ. Ông thật chủ nào mà bảo vệ cái ông này xin lỗi rồi đó đó. Ông thần chủ, ông thần chuyên gia này là khi mà ông Thích Ca ông dạy cái pháp môn Thiền Tông này, ông có nói nhưng mà ông giấu, ông nói pháp môn Thiền Tông, ông chỉ nói thôi mà ông nói ông không gì, ông giấu có chuyện gì về một giới đi. Chứ nếu mà về một giới thì chủ giới cả đi. Có lẽ cho ông dạy đó, ông dạy kiểu gì dạy đi trong ta giấu muốn lên khỏi trần xuống thì còn có gì không dạy gì cho ông dạy hết. Thành ra phải hiểu cái nguyên tắc mà khi về một giới ông phát hiện là gì? Phát hiện ra thì khi mà phát hiện ra thì ông thành chủ giới thì ông gì? Thì trong cái kinh đó thì trong kinh cái phần gọi là ma dương mà ma là cái ông hình động dương là ông vua không hình động là thành chủ vậy. Thành chủ được quyền lập ra đạo trời nè, đạo thần, đạo tiên. Mỗi một quốc mẫu trên thế giới cũng muốn rập chánh thôi. Trời thần tiên đồ vật do Tích Ca ông làm. Nhưng mà khi mà Tích Ca về bên kia rồi, ông nghe tiếp quả cái đạo vật, rồi những cái chuyện gì xảy ra thì tự biết. Đó là chỗ tiếp quả rồi đó thì tự biết. Chứ là ông thần không tập ông thần dụng tôi với ông không hiểu cái này ông cũng không đạt được. Bởi vì tại sao mà ông Thích Ca ông là thần chủ của thế giới ông có nói Thích Ca này cái kiều tiên gần gặp với bạn đó ông cho rồi cho ông mấy người đem về một kéo ông nói này còn làm ông về bởi thì người ta tôn cho cho ông có làm cho bà sai gì đó làm đấy mà thấy đúng không? Trong cái đạo Phật đầu tiên tôi có cúng. Đâu có cúng mặc cho tại sao chùa nào cũng cúng là làm theo ai? Giờ nói theo ai? Không có, ngày xưa không có chùa nào cúng mà bây giờ chùa nào cũng là cúng ai? Ai biểu ai cũng cúng. Nó là cái này rất là tự thành 100%. Bởi vì tôi nói nếu mà ai vừa tự kể tôi thì tôi nói Phật đâu có lỡ qua đây được mà cũng ăn cúng không? Mà ngày nào cũng đem quân cúng Phật, ổng xi măng đâu là ổng ăn gì đâu. Thế mà phải hiểu cái nguyên tắc vậy. Còn bây giờ nói ra bởi vì nó thì không nói ra thì nó bích lòng. Nhưng mà cái này cái thời kỳ, bởi vì trong tại sao trong cái bản mà ở trước chùa Thiện Công Tinh Diệu là nên thực thi lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Thiên Ca năm trăm năm sau cùng pháp môn Tiểu Tông mới được nói rõ lắm mà các bạn đã đọc tâm đây là tâm đây có cái gì dụng nào mà trước cái bản đi vô quái tâm sao đừng vì danh và tiền mà làm mất cái tinh hoa của đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ vậy thôi, là có một không hai trên cái đất này. Tại sao mình là đệ tử Phật mà không làm ở đây mà lại làm cái chuyện mà gieo mê tín gì đâu? Người ta thấy bởi vì thành ra trong kinh, trong những cái lời mà tôi đã nói, khi mà khoa học càng tiến, tôn giáo nó lũng trong không có đạo Phật thì Phật không lũng, nhưng mà các cái năm phong huyền gì nó lũng vậy nó không chỉ chứng được. Ông Thích Ca hay giỏi hơn, chứ bây giờ tại sao trong cái chùa này có nói câu này Nam Mô giáo chủ ta bà. Giáo chủ là cái người mà làm chủ của ta bà này, chứ là cái giáo làm chủ của ta bà này là ông Thích Ca, chứ không nào giáo mà ông Thích ông bảo ai là Nam Mô ai gì là Phật, chứ đâu có nói là Nam Mô giáo chủ ai gì là Phật có giáo. Mà giáo chủ ta bà có nghĩa là ông là quản lý cái đất này, còn cái ông ai gì là quản lý có cái hành tinh kia. Nó mẫu ra nó có cái mình phải hiểu trong nguyên tắc đó. Nào con cứ hỏi đi. Cảm ơn thầy các bạn, cảm ơn thầy. Xin mời. Thầy cho con hỏi lúc tánh Phật mà chưa vào lúc tánh Phật mà chưa vào
Đức Phật á, có nói với Đức Phật á là vào trong tam giới là sống sẽ rất là khổ, mà khi mà muốn thoát ra khỏi tam giới sẽ rất khó. Kinh Phật có nói nhiều nè. Bởi vì tất cả những người đàn kia nói thấy kinh thần Phật lớn quá, kinh thần nhỏ, hỏi làm sao mới vô đây. Nhưng mà có cái tánh Phật nó cũng có cái bước như này. Khi bạn thành chủ thế giới nói trưởng dòng thật có nói, đa số người ta vô đây tánh Phật mà vô đây cũng nói thời gian ngắn về Phật Phật ảo là 5-7 tỷ năm không chịu ra, nó chịu tắm không chịu ra. Ông nói tôi không phải vậy đâu, tôi tích Phật đàng hoàng làm gì có chuyện đâu. Mà không có ai chỉ, mà ông kia biết trong thần ông trưởng dòng tàu không biết vô đây đến 97 đó, nhưng mà không ai nói. Bởi vì vô quy luật luân hồi, giống như ở cái vùng ngoài bảo đó thì làm gì nữa, thì mà vô bảo mà cuốn anh ra theo nó trong cái đạo đức là được đâu. Thành ra có nói chứ không phải không, nhưng mà xem thường. Giống như giờ con có mấy mấy đứa nhỏ đó, mày đưa lên tóc xong là nó cuốn mày chết, ôi thì ảnh thua gì nhào xuống nhào bay đem sát thì chỗ nó đã rồi nè. Thế ông nó xem thường cái chuyện này và tánh Phật này, bởi vì tánh Phật là xem thường tất cả những cái gì vui lực kinh tế nó ta lại cũng giống như bây giờ mình có nhiều người á, có mấy đứa em mà nó chạy xe không máy chạy lạng lắm, mình cảnh cáo nó không có sợ đâu, thế không nó vẫn chạy, mà khi nào nó chết nó say. Tánh Phật cũng y chang vậy, xem thường vui lực luân hồi, mới vô đây có số sự này. Mà bây giờ khi ở thần giới thì nó thanh tịnh, còn vô đây thì nó phải quay theo dòng điện tử, vô đây không ai đỡ nữa đâu. Đó, thì thôi cái đó là cái chuyện tổ chức của càng sông vũ trụ đó vậy. Ông Phật ông móc được con hút kẹp quá, nó sự làm thế ca ông nói cái này là chỉ có một phần nhỏ trong cái càng sông vũ trụ trời biết thôi, còn bao nhiêu chuyện đó mình đâu biết. Khi nào mình thành Phật mình nhớ là mình mới hiểu đó, là phải tiếp được không? Hay không, đầu tiên mà theo con biết là thiền tông thì cũng phải tham thiền, tức là có hai cái thiền, là thiền động và thiền tĩnh. Tức là thiền động thì để con hiểu là hàng ngày khi mà mình làm thiền thì mình tập trung vào công việc của mình làm, còn khi mà mình xong công việc gia đình thì mình cũng dành thời gian cho việc thì mới còn hiểu như vậy có đúng không ạ? Thì câu hỏi đầu tiên. Tỉnh hay động thì nó nằm ở trong cái quy luật nhật lý. Thiền tông nó mới xài cái này. Thiền tông bởi vậy mà sau cùng anh nói là nhất từ thiền tu có một chữ là buông. Đâu có tỉnh, đâu có nói vụ động. Dù anh động tôi cũng buông, mà anh tỉnh tôi cũng buông. Và thiền tông là cái chỗ này. Mà muốn trở về Phật giới thì có ba cái. Hồi nãy con có tham dự cái chuyện thiền không? Thì trong đó là muốn về Phật giới thì phải ham muốn thân phải đẹp. Thứ hai công đức, thứ ba biết con đường đi. Thì cho con đã áp dụng cái này. Tôi tu thì tập chỉ cần cái này. Còn gia đình mình có cái gì làm ở đây, cậu có 15 vi đứng ra đánh giặc có vậy thôi. Chứ đừng có nói tôi tu rồi tôi bỏ hết chuyện nhà, không phải. Cái tập cái đó là nó sai rồi. Thì tôi phải vậy chứ còn muốn nói là cái chuyện này mà phải nói cho số ít người thôi. Chứ con thấy bây giờ Việt Nam mình gần 100 triệu và giờ được mấy ai nghe này, giờ nói trên lầu 100 cái chùa đến nói như này nó chịu gì, không cách nào nói được. Mà cái chùa đến chịu nó chui vô trong cái hốc nè, nó dám nói kiếm đề. Chứ còn ở ngoài đường nói nó là hù và trong rồi nghe suốt đó là khổ nữa. Có nghĩa là bên tiền tông không xài bất cứ gì với giới vật lý này, nhưng mà nương theo cái giới vật lý để mà sống mà tu
bây giờ con muốn độ người đó thì con nghĩ đã đưa sách cho người ta mượn từ yêu tái rồi thì còn đủ người ta ăn tầm rồi theo cái pháp này cho tôi để con có công đức thì thôi chứ đừng có đi la ông sườn râm sườn là nó kẹt đó. Nó thật chứ không phải đơn giản đâu, thành ra mình phải hiểu cái thiện tâm này nó không khó khăn mà ông Phật nói người ta còn chửi như mình. Tổ Bồ Đề Đàm Phật nói còn mấy người khả nói còn bị giờ bắt nhốt thì chết luôn, thấy không? Nó mình không còn cái này tại bây giờ tới thời kỳ này nếu mà nói xin lỗi phù hợp mà không muốn không cho con bố tu không cho nói tôi in sách về quá rồi tôi không cho nói bởi nhà xuất bản tôn giáo cũng cho in ra rồi thì tôi chỉ nếu anh cũng bắt đầu phát ra rồi tôi không quan tiến bằng mọi người có cho phép mà giấy phép đàng hoàng mời chính quyền tham dự với hội đến tham dự tôi có công bố thì công bố vậy vậy là giờ còn tới thì con lên mạng đi nó chữ thiện tâm tên hiệu đây con nghe chữ đã luôn đó con lên mạng nó chữ tên hiệu đã luôn nhưng mà con không có đọc qua thì không có nhớ là trong cái việc cũng có cái hành thiện cũng từng đọc sách qua thấy là có nói là cái việc thiện tức là thiền động và thiền tĩnh, những cái việc này là hoàn toàn không có. Đại diện cũng nhận lại như này. Anh thì công đức thành thì về Phật giới phải không? Cầu sách phải không? Đại diện tại cái ông đó muốn tu, muốn nguồn tiền thì phải chỉ cho được đi. Chứ sự thật, con muốn tu mà những câu về Phật giới cũng được. Nhưng mà đây là người ta lừa mình. Bây giờ tôi nói các cách lừa thế này. Bây giờ con hiểu ba cái công thức này con muốn về Phật giáo, con tập công đức cho nhiều đi. Con mà không muốn về, nó ổn đẩy con về là những cái công đức đó, nó không sử dụng được trên cái đất này bằng tâm giới. Thì thật là họ nói không ăn cái đất này, không chết thì chết đâu. Mình rơi, nó mới rơi về Phật giáo. Còn bây giờ đó tại sao mà tất cả vừa tu vừa rồi là chết rồi kêu mấy ông bà thầy để mà tụng kinh đi giảng sanh làm sao nhả bây giờ muốn giảng sanh về để ở vậy là cần phúc cho nhiều đi rồi muốn về trời khỏi cần chết rồi khỏi cần mai rồi là gì mình tạo được cái niềm vui nó cân bằng với cái chỗ nào mình muốn được đâu vừa có một cái tứ đại này nó cũng có bay đi lên tiền thôi tôi nói làm gì tôi kia cho bây giờ này nè con không có tiền, con muốn du lịch còn lâu, con năn nỉ ai cũng được mà con có một đống tiền rồi con khỏi cần nói con chỉ nói nhỏ thôi tôi muốn du lịch với thằng nhỏ phải cần 80 tấn tiền cho nên nó kéo con này cái đó phải vậy còn bây giờ con công đức rồi xin lỗi ông ta thằng cái thằng nó lý nghiệp mà nó không dám cho đụng nó bệnh giống đi điện 110 nó còn dám dịch cái điện 306 là sao đó nha thì nó thả con ra con muốn đi đâu con đi trái đất này con chứa con là bắt buộc con phải rơi đi lên thì con tạo được con đức nó không lên được mà còn phước đức âm thì nó mới dính vô thế này và ác đức nó dính vào thế này còn nếu mà con có con đức là tự nó rơi ông thần không dám lại gần con này từ đâu ra con không rơi nó con bắt buộc nó rơi đó là nguyên tắc đó là vậy thiên tâm ở đây là chỉ rõ cái công thức đúng. À, còn cái chuyện mà cái đất này mà thiên tĩnh hay là gì bên tâm bên tĩnh có cái chuyện nó buồn thế giới là cái biết là chỉ cho vui không thế giới cộng trường như kia này cái chuyện là cái thế giới chứ là về Phật giới ấy, không thấy gì năm nghĩa là vừa thấy cái biết cái cây nó mấy ngàn cái lá ta biết liền chứ đâu cần cộng trường như kia gì thiền tâm đấy là biết coi giờ con hiểu thiền tâm rồi nè con mà hiểu thông thiện tâm rồi nhẫn con đi các chùa con đều trả lời ông tu gì ông hỏi cửa hỏi ta tiếp bắt đầu con biết là tu cái gì rồi đi đâu rồi nếu con gọi là tốt nghiệp thiền tâm rồi xin lỗi không có chùa nào đừng được rồi còn nếu mà học cái nghe ta nói thì con cũng nghe là thầu tôi thấy không rồi hỏi tiếp đi hỏi thêm câu thứ hai nữa là như đi quán đầu có hỏi thì em có hiểu là em tu theo cái pháp môn khác nhưng mà đạt đến mức cao nhất của cái pháp môn đó rồi nhưng mà cũng như vậy đấy thì làm thế nào để
ví dụ như là cái người tu tịnh độ là không đến vô niệm rồi, tức là đạt cái cảnh giới cao nhất của một tịnh độ, nhưng mà không có chuyển qua để mà có giải thoát, thì là làm cách nào có thể chuyển được? Vô tịnh độ đến cái cảnh vô niệm rồi muốn niệm thì tâm dễ ở buông ngăn tịnh độ tự nhiên rớt vào bên đây, phải không? Kẻ buông tịnh độ tự nhiên anh có cái vô niệm rồi, qua đây thì cái thanh tịnh thiền nó rớt vào anh liền, anh ngành kiến tất liền. Buông tu thanh tịnh độ mà ai đã vô niệm rồi mà dám buông bên kia rơi lên trường để thầy kiến tất thế chắc. Nhưng mà nên nhớ là kiến tất không có giải thoát rồi nghe không? Giải thoát là khác. Nếu tánh là mình thấy được cái tánh thanh tịnh của mình thôi thì nó mất nha. Còn giải thoát là đường khác, nãy được là giờ bác nói con nghe vậy. Giải thoát là đường nào nhớ không? Công đức. Công đức và sao? Tham muốn là duy quyết đường đi. Có nghĩa là kiến tánh chưa phải là giải thoát là đâu. Tánh thì là giải thấy bằng tánh phẩm của mình, và tất cả còn nó thấy 1000 năm nó cũng là vậy thôi. Mà muốn đi ra thì phải ông thần, ông thần mở lý nghiệp mình buông mình mới được, không buông mình mới rơi. Còn mà mình có phước á đẩy mình đi giống như cái bông bóng nè, nó nhẹ quá nó bay lên thả lên, còn nó không nặng không nhẹ thì đỡ cái đất này, còn nó nặng quá thì sao, nó tụt khỏi cái đất luôn. Nó còn phải hiểu công thức của thiền tâm là chỉ rất rõ ràng như vậy. Đợi cứ hỏi tên. Xin mời cô ạ. Tiêu tiền thì nó chỉ theo một
cái giới hạn chặt hẹp thôi, thì nó còn ý nghĩa nào khác ngoài chuyện đó hay không? Công đức phải hiểu thế này nè, mình giúp một người, mình ta giác ngộ cái này là mình được một điểm, 10 người 10 điểm, 100 người 100 điểm, 1.000 người 1.000 điểm, đó vậy đó. Chứ không phải là còn khác là bây giờ mình càng nhiều càng tốt mà. Còn cái phúc đức tạo bao nhiêu cũng được, giống như bây giờ con bóng nó nhẹ quá thì nó đâu có bay, phúc đức là gọi là nghiệp, phúc đức dương nó lên các quả trời. Mà đa số á, người ta tạo phúc đức để gì? Tạo phúc đức để gì? Đa số á, chứ người đạo Thiên Chúa thì ta lên thiên đàng, còn người đạo Phật thì lên tịnh độ hay ngược lại đó. Thì cái này cũng rất có rõ ràng, tất cả người đạo Phật và các đạo Thiên Chúa đều có làm phúc, đều có mục đích hết, chứ không ai mà không có mục đích, không ai mà tự nhiên mà đó tôi bỏ tiền cho, mà cũng phải mong cái gì đó. Thì phúc đức lên đó hưởng hết, đủ như phúc đức vô lượng thì lên tịnh độ sống được 10.000 năm. Phúc đức có 80% cái vô lượng thì sống được 8.000 năm. Lên đỡ nó có giống như người này, có đứa nó đẻ ra 3 tháng nó chết, 1 tuổi chết, 5 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi. Tùy theo cái nghiệp của nó sống mà tuy nhiên đến ngày được bên mấy ngàn. Mà không đủ được nghe, không chuyển phúc đức, không chuyển thành công thức được, nên nhớ một điều rồi. Cái ý hai cái thôi đấy. Chứ là con người là tại vì ngồi dũng công tửa ngồi được 5-3 ngày để tôi thành Phật cũng được. Giờ tưởng là tôi cúng cả đống lên tôi thành Phật cũng được. Anh cúng á, anh cúng mà không có hai cái giả. Cúng vô cái chùa mà đưa thầy, đưa linh sơn lấy mẫu vô thờ là chết luôn. Là mới tính. Cái thầy mà sơn lấy mẫu là gì? Là vợ của mình dũng. Mình dũng dụng. Mà mình đem ẩm. Ổng đã thờ ổng rồi, còn cái đi xem bán vô thờ đó là sao? Rồi phải hay cúng tờ ba nữa, rồi sao? Đó là bởi cái đạo Phật là đạo dạy giác ngộ điểm đó. Thà là mình quá giờ mình biết mình tu để lên lúc cường đạo được, không sao, tu Phật cái này có vui lắm đó. Còn đưa cái bà lên sơn, cái mẫu người vô để cúng, nói là cúng vô Phật là thua. Đó là sai hoàn toàn. Giống như là trong kinh nói là đem kẻ cốt vô nhà sư kia gọi bằng cha, đem đứa cốt vô nhà gọi bằng cha là sao đây? Rồi mình làm sao sống nổi đây cho mình có hiểu. Thiền tông ra đời là để nói là chuẩn lại tất cả các nơi, nhưng mà ta có nghe là nghe, không nghe đâu, cái gì dùng phổ biến thôi, chứ còn không bắt buộc ai phải nghe cái này. Nên nhớ một điều, đừng có nói là đừng có nhiều người là chửi cái đó. Tại cái này là phổ biến ra ai tu kiểu gì tu, muốn lên trời cũng được, muốn lên cực lạc được, muốn thượng thế được, muốn làm thần được, muốn
muốn được người này giàu sáng thì đâu có nói gì đâu, tôi đâu có vợ con biết cái này luôn này. Thì cô đây có mới đọc một hai quyển thì đã đọc cho hết rồi hiểu được. Thì đâu cố gắng muốn về còn nhớ tìm công thức đi về tạo công đức. Không, bây giờ con nhớ nè, ngày xưa Dương Diệu Đế có đọc cái nguồn quyển số 1 đó, các bảy ngày luôn tuổi từ nhỏ đến đây họ có công đức lúc nào cũng không ông cội này đã ba có tí mũi một cái đấy không tính đâu, cần ta làm vậy mà công đức vô lượng mà mới có, mới không hiểu cái từ thiện tâm đó. Thành ra bây giờ nói cái thiện tâm này nói ra để chủ lại hiểu là cần hiểu được đúng chứ đừng có hiểu sai. Có người hiểu vậy thôi chứ cũng không biết ai biết đến ai tu. Nếu mà tu mà thắc mắc thì lại chùa mà hỏi và hỏi trên mạng người ta làm cho. Ừ, chúc cô cố gắng. Nếu muốn giải thoát thì cố gắng nha. Còn muốn đi nữa thì cứ thoải mái thôi cho người ta. Rồi, xin mời em. Thầy cho con hỏi là một người là đi mất tiền tâm rồi thì vào một ngày trời đó mình đi chạy ra tai nạn xe máy mất trí nhớ thì nhiều cái đấy mà của mình đủ sáng suốt để biết được người không? Một người mà đạt được bí mật thiền tâm nhưng mà lỡ như bị tai nạn giao thông mà mất trí nhớ thì cái tánh Phật nó còn nhớ lại những cái chuyện để mà về mặt giới hay không? Nó do cái nghiệp của mình á, tai nạn là do cái nghiệp của mình. Nếu mà họ công đức thật nhiều không sao, nó không nhớ là về dấu đoạn nhớ đoạn về thần kinh á. Nhưng có công đức thật nhiều thì vẫn giải thoát được. Còn nếu mà chưa có công đức thì thôi, nó theo cái nghiệp của mình. Đa số những người mà bị tai nạn hoàn toàn là do cái nghiệp. Cái nghiệp là ai? Ông thần mà con ông thần và quản lý nghiệp của mình đó, tới cái giờ đó đó là mình phải bị cái tai nạn. Một là mình chui đầu vô, ông che mắt mình chui vô hoặc mình xung lên mình chạy cho luôn mình đụng mình chết. Hai là nó đẩy cái ông kia mình chạy như phải như thế nào nó đẩy lại không được mình chết. Đây là cái nguyên tắc của nó, cái đó là sống trong cái nghiệp, cái hiểu chỗ này. Còn có giải thoát mà không này do cái công đức của mình. Và ví dụ ở dưới kia đi nhưng mà tôi cũng biết rồi nhưng mà không đã nói sao. Nhưng mà nếu á một người mà bị tai nạn còn nếu gia đình ổng có tài sản mà điều nên là sao trong có công đức hầu hướng mà nhớ là tiền không phải là cái một tiền của sáng tự đó nên nhớ một việc. Chứ còn nếu mà ổng có dụ tạo được có 10 đồng mà công đức ổng qua Hải Triều Dương á 100 đồng làm sao cho đủ được 100 đồng. Còn nếu không đó vậy thì ổng mất rồi thì là ổng quên cái vấn đề mà nhờ vị Phật cứu rồi. Cái ông giọng cũng đi theo cái nghiệp, cái ông nghiệp còn. Dạ con hỏi tí đi. Cũng đã gần hết giờ giải đáp thì cho quý vị nào còn cần câu hỏi tiếp không ạ? Xin chào. Ở trong một cái cuốn sách đó thì thầy vừa nói về trong cái trang thiền tâm chúng con thì nói về cái kỉnh cơm Như Lai. Thì ông có nghe rất là nhiều các thật ra cũng như là phật tử thiền tâm nói nhiều mỗi lần nó lại mỗi lần khác. Tôi muốn hỏi rõ là cái kỉnh cơm Như Lai thì trước khi ăn mình kỉnh hay là chỉ kỉnh một lần duy nhất trong đời? Tính nguyện. Bây giờ cái này là mình tính một lần đầu thôi, có nghĩa là mình theo cái này là bắt đầu mở cửa thì một vị Phật để theo dõi mình thì thôi đặt theo dõi thôi thì mình nó hứa. Bây giờ giống như thế này, hứa con đi nó mới giỏi nè, hứa con đi học chỉ đi thôi chứ tất cả cái đạo nó đừng tư bá, con đi học tư bá là không được. Hứa con sẽ đi học, con khi nào con bỏ một lần mở. Cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai là
Con cũng nghe một số các anh chị thực ra có nói là khi mà mình được truyền bí mật thiền tâm thì sẽ có một cái tức là một cái vị thờ Phật mà người ta giúp mình khi mình có một cái khát vọng giải thoát đó, thì họ sẽ thân hóa thân hoặc là nhờ một vị thần nào đó trợ giúp cho mình. Thế thì con cũng nghe một số các chị nói là thần Thích Ca sẽ là người trợ giúp cho mình. Thì nhưng mà hồi nãy con đã nghe thầy nói là rõ ràng đây là thầy xin phép nhà nước cho cô Cố Kiều Ký chứ không phải là thần Thích Ca bảo vệ thầy. Vậy thì khi mà một cái người Phật gia thiền tâm được truyền bí mật thiền tâm rồi thì có một cái vị thần nào trợ giúp cho họ trong quá trình của họ vẫn còn ở thần giới còn ở nam giới để tạo công đức không ạ? Ý chủ nói là lúc nãy vị chủ có trả lời là pháp luật bảo vệ cho vị chủ chứ không phải là thần Kim Cang bảo vệ. Thì những người mà đạt được bí mật thiền tâm thì cái vị thần Kim Cang này có bảo vệ cho họ hay không? Tất cả những người nào mà đọc cái quyển sách thiền tâm mà đã thích rồi thì vị Phật đó là đã giúp mình từ lúc đó. Còn cái đề mà Bạch Kim Cang bảo vệ cái câu chùa này kêu phải bảo vệ cái người công bố nên nhớ một việc phải cho rõ. Còn ngày xưa thần Kim Cang bảo vệ Đức Phật là tại vì là một vị giáo chủ La Bà nó phải có cái nhiệm vụ này thôi, chứ còn nếu mà bảo vệ, nếu mà nói thần Kim Cang bảo vệ Đức Phật tại sao ông rơi cái kiếm ông cũng bé chiếc giò vậy sao nó đỡ đi, có nghĩa là bảo vệ từ cái trường hợp khi nào công bố nguyện ký ra ông nói gì vậy thì ông thì nó bảo vệ. Còn nếu ngoài ra thôi ông sống theo cái nghiệp của ông, còn đây vậy đi tôi có nhiệm vụ tôi biết mà pháp được cho tôi biết rồi, còn khi ra ngoài tôi đi ẩu xe tôi chết các chuyện chứ không có cái chuyện ông phải bảo vệ tôi đâu, mình phải hiểu cho rõ vậy. Dạ tôi thứ ba con cũng nghe một số anh chị đi trước mà bên giữ sinh tâm hiểu của con đã được truyền bí mật thiền tâm từ khá lâu rồi. Thì các anh chị khi mà biết con là cũng được truyền bí mật thiền tâm thì các anh chị bảo là đừng nói cho ai biết đâu, đừng có nói cho ai biết đâu, là chỉ biết như thế thôi. Nhưng mà con lại nghĩ rằng đây là thời mạt pháp và huyền bí đã được công bố thì mình dùng mọi phương tiện để mình hoàn pháp giúp cho người nào có cái khát vọng giải thoát khỏi cái bể khổ này để có người ta có thể biết cách và biết giới thì rất là tốt. Mình không đi rủ rê nhưng mà mình biết người nào mà người ta khổ và người ta cảm thấy người ta rất là chán trường thì mình cũng bằng mọi phương tiện để mình giúp cho người ta chứ không phải là mình không tự nói có phải trong này muốn giúp ta thì nên nhớ là đừng có nhiệt tình. Ta đã nói rồi muốn giúp người ta các hội giải thoát đừng có nhiệt tình. Và ví dụ giờ cô có mấy quyển sách cô cho ta mượn đi, người nào mà đi theo răn rỉ cô nên giúp người đó, còn lơ là làm không khỏi cả. Đừng có khi nào cũng riêng mấy cái người lơ là làm. Người nào bởi vì cái này nó rất quý nghe, năm bảy người mà có người nào năn nỉ cô thì cô được ở đây tôi nói riêng thì cũng cho mấy người kia nó biết thuộc và phải tế nhị và là tập trung cái gì hết rồi. Ta ơi, người ta không chịu cái lệnh này ép mà nó quăng vô sách ngược lại cho mình là đây thì phải nói là đừng nhiệt tình. Kêu bằng là truyền bá thì đâu cũng đừng nhiệt tình là mới mời, còn nó ép ra là gặp mấy trong cái bùa là tình thua với ông luôn á. Rồi thì còn gì nữa thì hỏi đi. Rồi, con. Con thích nghe về con tu bên tịnh độ. Thì nói chung là con cũng nhắn hỏi nhưng mà con có đọc như bây giờ biết được là mình niệm Phật từ 1 đến 10 tiếng thì khi mình tâm trung thì được Phật A Di Đà
do mình cảm thông về cõi thế hương mình làm. Nhưng mà con chỉ biết gì thôi, mà con cũng lắm gì lắm, con cũng không dám hỏi cái này. Thì chuyện gì bữa nay thì con cũng hỏi, như là chúng ta cũng như là mẹ của con đó là mất thì còn niệm, thì con thấy chuyện này hơi lạ. Cũng như niệm Phật thì gia đình niệm từ mở bốn đến sáu ngày không tắt. Khi mất thì mẹ con tội tướng rất là tốt, mặt mày hồng hào, mẹ thì mẹ bị tay kéo khi mất thì mặt mày hồng hào mà nhìn cả đời bình thường. Nhưng người bị á thì con xin nhắn cho con biết đây đó. Nhân phẩm này nó có hai cách. Một cái phẩm thấy là có công có việc, có công có phước rất nhiều thì về giảm sanh về cơ bản. Còn niệm phẩm mà không phước đức thì về nhà, về dòng tộc tiếp. Còn chuyện mà tư tâm chuyện nó đơn giản là vì vui, cái người nó vui ta thấy như thế nào nó vui, nhưng hoàn toàn giải thoát không được, giải thoát là ta nha. Nếu con phước đức là thấy ai đi đà là chưa vui, đó là cái ảo thôi, chứ còn sự thật đó là do vị thần hiện ra cho mình vui thôi. Còn hoặc là thấy ông bà cha mẹ là đó về, nếu không có phước thì không giảng sanh được. Mà niệm Phật hoài về nhà ở, thấy cha mẹ mình về nhà ở, có khi là khỏi làm được, khỏi đỏ là cô hồ. Thứ hai, mình vô, trước khi mình phải vô đi, cái gạo quỷ nó mới tắt vô đi, gặp tập này. Còn nếu mà không có, đẩy ra cô hồ luôn. Gạo quỷ là cái nơi trung gian để trở về gặp tập và là cô hồ gạo quỷ. Đó, chứ đừng có thấy ở địa phận mình, tôi là tôi. Con có phương đức mới tôi, còn không có phương đức thì thôi. Ở đây giờ gặp tập tiếp, thầy cũng an toàn rồi, nó không là được các bài khác. Dạ, con xin thêm hỏi thêm lý nữa là cũng như con nghe trong đĩa của ông thầy nhà thì nói có như cái khi mà chết thì mà cái người bị cứu mà niệm Phật thì từ tám đến thì khỏi tướng nó liền thì có như người đã được giảm sanh. Mà nếu mà cái người đó là chưa niệm tiếp tục niệm tới 18 tiếng là hoặc 24, 3 tiếng là tướng sẽ niệm. Niệm còn chưa cũng được, con phước đức mà giảng sanh còn phước đức giờ niệm 1 ngày cũng không giảng sanh được. Bởi vì cái quyền lực đi lên là lên giáo viên. Bây giờ bởi vì tôi nói là muốn đi du lịch nước nào đó tham muốn vào đây tôi kêu bằng nước Mỹ thì tôi phải qua nước Mỹ, tôi về qua cái đó hoài. Tôi có đầu thảo còn ai dẫn mình đi nha. Mà thì mình không, cứ mình không làm vậy thì thôi. Thì bà già nói sao cho con không vô với má này con. Thì con thấy thấy bà già mừng quá, ờ có vô về làm sao giảng sanh được. Giảng sanh là khi nào mà mình có phúc đức thì tự thận nó bay lên, bởi vì nó tạo được cái làn sóng điện ngang bằng chứ gọi cái nước cực lạc không có bay lên được. Còn này nó tạo đúng thì cái cầu nó niệm niệm chỉ tới vui thôi, mà niệm thì để ta ngủ thôi. Nhưng mà tại vì các thầy không hiểu để là khi ông giác già cũng nói để cho ta vui thôi, chứ sự không bản thân con cũng chưa biết cái niệm Phật là cái gì, con không những quy luật nhận biết là cái gì, dẫn dạy cho vui thôi. Chứ làm sao ông giác già bây giờ ông giác già mà sao thì nhà nước cấm không cho có em ông giảm trẻ lấy do nhà nào cũng lão dạy rồi cũng đi lấy tiền ta thì rất là thương, giờ nhà nó không cho thì không cái đâu có gì đâu. Bây giờ là thiền tâm là tự mình chủ á, tự mình làm chủ đi đâu thì thiền tâm chỉ là gì nha, đừng có lo chuyện đó.
con hỏi lúc này chứ là trước khi không biết con không biết rồi thì tâm nó nhiều nhỏ này mà cái cố thấy con là hơi con đã đi trong ba rồi trong những thời điểm con đến học bài mà mang cái chuyện là đi xe từ lòng thì con không biết không được là để đến đây là có không biết chùa hiện tâm hay nhiều mà cũng không biết mặt của thầy, nhưng mà trong giấc mơ trong mấy tháng trước là đã thấy cảnh như thế này thì xin thầy nhắc cái đó là thế nào? Cái này là tiền kiếp, cái đó là do một vị thần dẫn con đi. Nó có hai điều, một là bà Quan Âm dẫn con đi, đấy phải như bà Quan Âm là gì? Kêu con ở đây để bà có công đức chứng nói gì rồi. Mà trên cái đất này bà trên đứa thầy lộ có quan sát người nào muốn có đức là trong con đã có công đức sẵn rồi. Thành ra Quan Âm mới cảm ứng được cho con để con đi đến. Cái đó là chuyện đơn giản thôi. Nhưng mà nói sơ cho con nghe thôi chứ đừng đồn đâu mà ta nói ba phải là cháu đó có thứ gì là chết. Nè, lại con hỏi nói gì thôi. Yeah. Đúng là thầy nói không có cái suy nghĩ lúc đó là con đi chùa rất là nhiều, con cũng quen những người thầy rồi là sư ông rồi sư bà rồi những người tu rất là con hỏi gì cũng một câu thôi mà con không biết đường mà con để đi tìm người thì con hỏi tu sao cho đúng và những người thầy cũng giải thích cho con không hiểu thì tự nhiên cái con buồn nó con lên mẹ con ăn con khóc con nói là con muốn tu thiền tâm mà những người thầy là tu tu chính nghĩa rồi con tự nhiên con nằm mơ bố cái sao con gặp em cũng muốn hỏi thầy để cho mở con những khúc mắt này mà con hiểu thì con khi con lên là này là lần thứ nhất là con lên là này những kỳ thường là lần thứ hai con thấy là dạng một lần rồi là con về con thấy tạm rồi là này là lần thứ ba con có đem sách về con đọc trong một tuần thì con chưa có đọc hết sách mới con cuốn mà con nghe thôi con nghe mới được mà một cuốn truyện thì con nghĩ phát được là một bài thơ con có đem lên cho cô ba xem thì sau khi thì cô ba nói là thơ con cũng khen con cũng mừng thì khi tiếp tục con về con đọc nữa thì con có cái này con chưa hiểu là cấu trúc tam giới nó chỉ còn tứ đại có sáu hành tinh trong đó có một chút hết và năm hành tinh bảy năm hành tinh trong đó giống cái đất của người sống trên đây không phải. Nhà con cần đeo. Nhà con cũng chắn thầy. Còn mà chút chùa trong thiền tập phát sinh cái tâm nhớ. Tâm nhớ lớn đó, nó có giải thích rất rõ. Con về tập đi nghiên cứu đi. Rồi con hỏi nãy có con báo được ngành nào thì mình mốt con lên. Con hỏi đi. Bây giờ thì lại xuống cho con khóc với Ba Ma Bồ Tát. Rồi Ba Ma Bồ Tát đẩy con vào đây cho biết đâu rồi. Biết thì tao đừng có nói nè. Nên nhớ thì bây giờ con dụ tác phát triển tâm nhớ. Con xin cái tâm nhớ. Nha tâm nhớ rồi em về nghi mô rồi chứng nhận nào người hai người cũng có giải đáp thì con còn con là muốn được gì thì bỏ từ về từ sau nữa mà nói gì thì nha con cố gắng đi rồi.